Xin lỗi anh bạn nhé. Này, đang làm gì đấy? Được, tôi sẽ đến đó. Wow, cô gái này tuyệt quá. Tiểu quý tử, con làm gì ở đó? Mau mang y phục cho bổn cung. Ta, lẽ nào đã xuyên không sao? Con trở thành hoàng đế. Tới đây. Tiểu quý tử, ta không phải là hoàng đế. Ta là một thái giám. Ta đã trở thành một thái giám. May vẫn còn. Ta phải làm gì nếu cậu em ta biến mất? Tiểu quý tử, ngươi thật to gan. Thực sự ngày càng hỗn xược hơn. Để quần áo xuống và đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương, tiểu nhân đã bị phân tâm. Hoàng hậu nương nương, mời người dùng trà. Tiểu quý tử, mau lại gần bổn cung. Không xong rồi, người phụ nữ này không phải muốn giết ta chứ? Nô tài có tội, nô tài không cố ý nhìn người đâu. Nương nương khai ân, ngươi hoảng sợ làm gì? Bổn cung mệt rồi, ngươi mau đến đây và xoa bóp cho bổn cung đi. Vâng, để ta mát đến xa cho cô ta. Hôm nay, ta được đại khai nhãn quang rồi. Tiểu quý tử, ta nóng quá. Quý vị đang xem trên được ngủ với mỹ nữ, dù có chết cũng xứng đáng. Có những phút giây hoàng thượng giá đáo. Thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoàng thượng và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tham kiến bệ hạ. Hoàng thượng, tại sao hôm nay lại đến chỗ bổn cung vậy? Ngươi là người đàn bà của chấm không thể đến gặp được à? Đàn bà. Bổn cung đến bây giờ vẫn còn nguyên tem. Cút ra ngoài. Vâng. Hôm nay là ngươi ép buộc chấm. Nếu thứ của bệ hạ còn hoạt động, bệ hạ còn đợi đến hôm nay sao? Câm miệng. Đừng bao giờ đề cập đến nó nữa. Chấm nói với ngươi, ngay cả khi chấm không thể, ngươi là của chấm. Luôn luôn là vậy. Thì ra một chân hoàng đế bị liệt. Có vẻ như hoàng hậu là của ta rồi. Tiểu quý tử. Tiểu quý tử. Lưu công công, người quên nhiệm vụ ta giao cho người rồi sao? Lưu công công đã ra lệnh, tiểu nhân nào dám quên. Dâu. Tiểu quý tử. Sao người lại có dâu? Lẽ nào ngươi? Được lắm, tiểu quý tử, ngươi chưa được sạch sẽ. Vậy thì hôm nay, ta sẽ cắt bỏ những thứ một thái giám không nên có. Lưu công công, của ngươi cũng mập lắm. Lưu công công, có thể không cắt được không? Tương lai, có lẽ ta sẽ có ích cho ngươi. Ta nghĩ, ngươi sẽ hữu ích hơn khi cắt nó. Công công, công công, đợi chút. Nương nương. Nương nương, sao nương nương lại ở đây? Người này là Tạ Phi. Chủ nhân ban đầu của ta, chính là Tạ Phi phái đến hãm hại hoàng hậu. Vì tiểu quý tử vẫn còn đó. Gửi hắn đến cung điện của ta, để hắn phục vụ ta cả đêm nay. Nếu hắn không làm ta hài lòng, người cứ cắt nó đi, để cũng thế. Thật sự tốt vậy sao? Bổn cung đã sắp xếp cho ngươi ở lại Đông Cung. Ngươi không chỉ phục vụ bổn cung. Nói ngươi biết, trong 3 ngày, nếu ngươi không bóc zin được Cố Vạn Như, ta sẽ cắt thứ đó của ngươi và cho chó ăn. Nương nương đừng lo, ta nhất định sẽ chăm sóc Cố Vạn Như. Cuộc chiến hậu cung này thật điên rồ, may mắn thay ta vẫn còn là đàn ông.
Chỉ là Tạ Phi quá độc ác mà thôi. Nếu cô ta đạt được mục đích, đến lúc đó mình cũng sẽ chết. Đưa tiểu quý tử đến phòng ngủ của ta. Vâng. Đến đi. Đừng đứng đó nữa. Tiểu quý tử, bây giờ, việc của ngươi là ngoan ngoãn phục vụ ta. Làm cho bổn cung cảm thấy hạnh phúc. Tiểu quý tử, đừng quên hoàn thành việc ta giao phó cho ngươi. Nếu không, thứ mập mạp của ngươi, ta sẽ cắt nó ra và cho chó ăn. Nô tài không dám, thực sự tiện nghi cho ngươi. Nếu bệ hạ không vậy, một tiểu thái giám như ngươi xứng đáng được trèo lên giường của ta sao? Đều là quý phi nâng đỡ, nô tài mới có phúc vậy. Đây là thứ có thể khiến một người phụ nữ trở nên nóng bỏng với ngươi. Cầm lấy, nếu ngươi không thành công, ngươi biết hậu của đấy. Đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ. Sao ngươi dám đến Trường Xuân Cung? Tiểu quý tử, ngươi không sợ chết sao? Nô tài tiểu quý tử, nhất định chăm sóc nương nương thật tốt. Chỉ dựa vào ngươi, một tiểu thái giám, ngươi muốn bảo vệ ta? Có thể. Tiểu quý tử, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu quý tử, ngươi muốn quấy rối ta sao? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Hoàng hậu lại ở cùng thái giám. Đi chết đi. Ta không thể ngờ tiểu quý tử này khá là mạnh mẽ. Hộ giá, hộ giá. Tỷ chức đến hộ giá muộn. Xin hoàng hậu tha tội. Tiểu quý tử, ngươi ra ngoài trước đi. Vâng, thưa hoàng hậu. Ta nói cho ngươi biết, kể cả khi ngươi có công hộ giá, cũng đừng cố gắng vượt mặt ta. Bất cứ lúc nào, ngươi đều dưới trướng của ta. Ngươi đều phải ngoan, như một cầu nô tài. Tiểu quý tử, từ hôm nay, nhà vệ sinh trong cung, ngươi sẽ phục trách. Đại nhân, dám tận dụng cơ hội vượt mặt ta. Bay đầu, mang bô từ cung điện về, tắm rửa cho hắn thật tốt. Cho nó biết, nó chỉ là một cầu nô tài. Này, đồ chó bắt nạt người khác. Dừng lại. Lưu Công Công, ngươi ở trong cung điện này, vị thế ngày càng hoành tráng hơn. Ngay cả vị anh hùng cứu bổn cung người cũng dám động tới. Hoàng hậu nương nương, nô tài không dám. Nô tài không dám. Nhưng nô tài là người hầu của Tạ Phi, không thuộc hoàng hậu nương nương. Ngay cả khi một nô tài phạm tội chặt đầu, không thuộc quyền của hoàng hậu. Ngươi đang khiêu khích bổn cung. Nô tài không dám. Nô tài chỉ muốn hoàng hậu biết mình đang ở đâu. Đừng lộn xộn với các quy tắc của đất nước Đại Xuyên. Khốn khiếp, đồ cầu nô tài. Sao dám đe dọa cả bổn cung? Người đâu? Ai dám chọc giận người phụ nữ của trẫm? Tham kiến bệ hạ, đó là đại tội đáng bị chém đầu. Kéo nó ra. Chàm. Bệ hạ, nô tài biết tội rồi. Nô tài không dám. Nô tài không dám. Một tên cầu nô tài. Nô tài không dám. Cút. Vâng, nô tài sẽ biến đi ngay. Tiểu quý tử, có công cứu giá. Từ hôm nay, ngươi ở trong hậu cung hoàng hậu là thái giám hàng cấp 18. Cảm ơn bệ hạ. Quỳ xuống, tiểu quý tử, ngươi biết tội chưa? Nô tài không biết đã phạm tội gì. Không thừa nhận sao? Bay đầu. Kéo tiểu quý tử vào phòng tra tấn. Tra tấn hắn. Đảm bảo hắn phải nói sự thật. Nương nương. Nô tài thực sự không biết đã phạm tội gì. Không chịu nhận. Chặt tay hắn đi. Nương nương. Ta chỉ là một thái giám mà. Ngươi lui ra ngoài. Đi ra, đi đi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là thái giám riêng của ta. Nếu ngươi dám có hai lòng, ta sẽ chặt chân tay của ngươi và đưa đi làm phân. Từ giờ trở đi, nô tài chỉ nghe lời hoàng hậu. Lại đây. Quý vị đang xem trên kênh Buổi tối, ngươi sẽ cùng bổn cung đi dự tiệc chiêu đãi sứ giả của Vương quốc Đại Lang. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like. Hoàng cung rộng lớn này, cập nhật các video mới nhất. Chỉ có ngươi mới có thể đáng tin cậy chút. Có thể tin tưởng được, làm ta sợ quá. Người phụ nữ này dám dọa ta, đợi ta đưa được cô lên giường, ta cho cô cầu xin. Ta sẽ đứng và bắt cô. Tiểu quý tử, ngươi vừa lầm bầm gì vậy? Không có gì.
Sứ thần ta đại diện cho nhà vua của Vương quốc Đại Lang, kính chúc hoàng đế bệ hạ đại xuyên vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta nghe nói ở Đại Xuyên có rất nhiều người tài năng. Vương quốc Đại Lang của ta cũng viết một số câu đối nhưng chưa hoàn thành. Không biết ở Đại Xuyên có ai không? Người Đại Xuyên của ta rất xuất sắc. Người có vấn đề gì? Thật tốt khi nói ra ở đây. Vậy, vị sứ giả này xin phép nói ra vế đầu của câu đối này. Không biết, có ai hiểu được không? Chúng ái khanh. Ai có thể đối tiếp được vế sau câu này? Cố thừa tướng, có thể đối được vế sau không? Bẩm bệ hạ, thần vô năng. Thần không thể nghĩ ra nửa sau của câu. Nghe nói Đại Xuyên thơ văn đang ở thời kỳ đỉnh cao, bây giờ có vẻ như... Không phải như vậy. Vấn đề là gì? Tốt, nói hay lắm. Sứ thần đại nhân. Ta nói đúng chứ? Nói hay lắm, sao ngươi có thể làm được? Ngươi là ai? Có vẻ như sứ thần đại nhân bị sốc bởi những câu thơ của tiểu quý tử. Không thể nào. Tinh hoa trăm năm của thế giới văn học đất nước Đại Lang, một câu thơ ta mới nghĩ ra lại bị tiểu thái giám đơn giản đối được. Sứ thần đại nhân, ta đối đúng chứ? Ta sẽ làm cho cô hài lòng. Khi bị lão tử chinh phục rồi, lúc đó sẽ nghiện lão tử không buông. Không thể nào. Làm sao có thể được, có gì mà không thể. Đại Xuyên của ta, thơ văn đang ở thời kỳ Hoàng Kim. Nước Đại Lang của ngươi, chỉ là một nước chư hầu nhỏ. Dáng ngồng cuồng tỏ ra mình có một số câu thơ tứ tuyệt. Ngươi cái gì? Nếu ngươi không phục ta thì hôm nay ta sẽ khiến ngươi phục. Đó chỉ là một câu đối bình thường. Ta đẹp trai chứ? Ta là một sinh viên đại học hiện đại, 300 bài thơ đường. Ta đã sớm thuộc lòng. Sứ thần đại nhân, hãy dùng một ít súp để bình tĩnh lại. Tiểu quý tử chỉ là một tiểu thái giám. Đừng chấp hắn làm gì. Tại sao đồ khốn này không dùng đi? Sứ thần đại nhân. À, không đúng. Là vua nước Đại Lang. Mọi người xem, mặt dây chuyền ngọc bích trên người hắn, chỉ có vua của Vương quốc Đại Lang mới đeo. Tiểu quý tử, lời ngươi nói là thật sao? Sứ giả này là vua của Vương quốc Đại Lang. Nếu ngươi phát hiện ra, thế thì ta cũng không giấu. Hoàng đế Đại Xuyên, ta ở đây để lấy vợ ngươi. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Hoàng hậu Đại Xuyên. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ. Bây giờ ta có 200.000 quân ở sát biên giới, chờ lệnh của bản vương bất cứ lúc nào. Và các ngươi, những người lính Đại Xuyên đang bị tiêu chảy. Bây giờ, không ai có thể đối đầu với đại quân của ta. Chúng ái khanh, ai có kế hoạch rút lui quân địch, chấm phong tước cho người đó. Bệ hạ, tiểu nhân, có cách. Người có thể làm gì? Có cách. Người có thể làm gì? Ta nói. Bây giờ, kể cả thần tiên có đến, vì dịch bệnh đã lan tràn, không thể cứu được. Không phải chỉ cần khử trùng nguồn nước thôi sao? Chỉ cần nhờ các chiến sĩ tiền tuyến đun nước sôi, chất độc trong nước sẽ biến mất. Triệu chứng tiêu chảy của người lính cũng biến mất. Một việc nhỏ như vậy, người cũng đem ra đe dọa chúng ta. Ngươi là ai? Sứ thần đại nhân, lẽ nào ngươi sắp nổi giận sao? Ta là tiểu thái giám của Đại Xuyên. Đại Lang quá kiêu ngạo, sao dám sử dụng chiêu trò bẩn thỉu như vậy? Nhưng Đại Xuyên ta nhân từ, tìm giải pháp, không tính toán với vương quốc Đại Lang của ngươi. Nếu không, ngươi còn có thể sống ở đây sao? Từ hôm nay, vương quốc Đại Lang của ta là một quốc gia phụ của Đại Xuyên. Xin bệ hạ tha thứ. Tốt. Từ giờ trở đi, Đại Lang sẽ là công ty con của Đại Xuyên ta. Tiểu quý tử hôm nay đã lập công lớn. Chấm rất cảm kích. Cảm tạ bệ hạ. Cảm tạ hoàng hậu. Hoàng hậu huấn luyện tốt người hầu của mình. Thưởng ngàn lượng vàng và tặng hương long nham hạng nhất ở Biển Đông. Tiểu quý tử thật tuyệt vời. Trong một ngày đã tăng lên 5 cấp.
Sau này ta sẽ cầu xin hoàng hậu hãy để hắn làm người hầu đọc sách cho ta. Uống, đúng rồi, uống vào thì chịu chết đi. Nương nương, tiểu quý tử đã đưa hoàng hậu về rồi. Mặt Cố Vạn Như đỏ bừng. Ta sợ là cô ấy sẽ... Tốt. Chờ con chó đó chết. Bổn cung lập tức làm chủ Đông Cung. Sau đó cắt tiểu quý tử thành bột thịt. Hôm nay, hắn dám dồn hết ánh đèn sân khấu cho Cố Vạn Như. Quên chủ nhân của hắn là ai? Nương nương, nô tài đã bí mật thêm một ít sân dược vào trong đồ uống. Khi hai người đang quẹt thẻ thì bị hoàng đế bắt. Đến lúc đó thì... Theo bổn cung đi báo với bệ hạ, Cố Vạn Như, lăng nhăng, rối loạn hậu cung, không xứng đáng làm hoàng hậu. Để hoàng đế ban cho cái chết, ta rất nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc này. Xin chúc mừng nương nương, chẳng bao lâu nữa người sẽ là hoàng hậu. Tiểu quý tử, tên khốn này, hắn thực sự sẽ làm bẽ mặt Cố Vạn Như ở nơi công cộng. Chết tiệt! Lẽ ra vào ngày hôm đó, ta nên vắt khô hắn mới phải. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để tiểu quý tử, mới nhất. Bổn cung đẹp không? Hoàng hậu tất nhiên là đẹp nhất nước. Không, ngươi không phải là đàn ông. Ngươi không hiểu. Ta hiểu. Ngươi sẽ biết nếu ngươi thử nó. Cái gì cứng thế? Hoàng thượng giá đáo. Bỏ miệng. Hoàng thượng đến rồi. Vạn Như có thể chỉ say rượu. Loại chuyện này có liên quan tới bộ mặt của hoàng gia. Nếu ngươi dám nói những điều vô nghĩa, chấm sẽ không tha. Bệ hạ. Đây là điều mà nô tài đã tận mắt nhìn thấy. Nô tài không dám lên tiếng. Đặc biệt hỏi quý phi nương nương. Đúng vậy, bệ hạ. Cố Vạn Như là mẫu thân của quốc gia. Nếu cô ta làm một điều hèn hạ như vậy, nếu để lan truyền ra ngoài. Hoàng thượng đang đến, ta có thể làm gì? Bệ hạ, chuyện này thực sự khó khăn. Làm sao có thể được? Cầu nô tài, ngươi đi ra đây. Bệ hạ, quý phi nương nương, nô tài không dám nói nhảm, nô tài thực sự đã nghe thấy bằng chính đôi tai của mình. Anh, người nào dám đột nhập vào phòng ngủ của bổn cung? Vạn Như, là của nhân đến để cảm ơn. Đi ra đây. Là của nhân đến để cảm ơn. Đi ra đây. Thần thiếp đang tắm. Bệ hạ, xin hãy quay về trước. Tiểu quý tử đâu? Tại sao hắn không ở đây? Bệ hạ, tiểu quý tử vừa được bệ hạ thăng chức. Phi tần thưởng cho hắn 2 ly rượu rồi đuổi đi. Hắn đã phạm tội gì sao? Chấm cảnh báo. Sau này sao dám xúc phạm bằng thủ đoạn như vậy? Chấm sẽ giết người. Thần thiếp không dám. Được rồi. Ngươi hành động như thể không có gì xảy ra ngày hôm nay. Nếu ngươi dám nói vớ vẩn, bổn cung sẽ giết ngươi. Cắt của ngươi. Băm nhỏ và cho chó ăn. Không phải ngươi đã nói, ngươi đã lên kế hoạch sao? Tiểu quý tử đâu? Có lẽ tiểu tử đó đã nhận ra rằng ngươi đang cố giết nó. Những tiểu quý tử hoàn toàn không thể tìm thấy. Hắn ta đã từng là một kẻ ngốc. Hắn không quan tâm nhiều đến thế. Chắc chắn là Cố Vạn Như. Nương nương, đêm nay, hãy mang tiểu quý tử đến cho ta. Ngươi thật thông minh. Có thể nghĩ ra một ý tưởng điên rồ như vậy. Lùi xuống trước đi. Tạ phi nương nương, con khốn này thật là độc ác. Thậm chí dám gài bẫy ta. Nếu không có sự nhanh trí của ta thì ta đã là nấm mồ rồi. Ngươi muốn làm gì? Ta nói đầu hàng bây giờ, có quá muộn không? Thả hắn ta ra. Nương nương vạn phúc thánh an. Bổn cung giao nhiệm vụ cho ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Nô tài không dám. Không dám. Lưu công công, vạch trần thân phận hắn. Biến hắn thành một thái giám thực sự. Nương nương, nô tài luôn mang theo.
nô tài sẽ thiến hắn ta ngay trước mặt nương nương. Nương nương, ta còn có ích, đừng làm vậy. Tiểu quý tử, đừng vùng vẫy nữa. Ngươi dám làm hỏng kế hoạch của bồn cung, tiểu quý tử, ngươi thật to gan. Nô tài thực sự không quên những gì ngươi đã nói. Nô tài chỉ đang chờ đợi một cơ hội, chờ cơ hội. Ngươi nghĩ bồn cung là một kẻ ngốc sao? Nô tài, tiểu quý tử, ngươi đã nhiều lần giải cứu con chó cái Cố Vạn như đó, không có lý do chính đáng. Con dao này không nhằm mục đích chém ngươi. Con dao này khiến ngươi phải ngoan ngoãn. Tạ phi nương nương, ta hứa, ta sẽ có ích nếu ngươi giữ ta lại. Nếu ngươi không còn hữu ích. Đến bây giờ ta vẫn còn nói nhảm với ngươi à? Nói, tại sao ngươi muốn cứu Cố Vạn như... Ta không cứu cô ta. Cắt cái đũng quần của nó và cho chó ăn. Tiểu tử, có vùng vẫy cũng vô ích thôi. Từ hôm nay, ngươi sẽ là một thái giám thực sự. Không, Lưu Công Công. Ai không có mắt vậy? Phụng lệnh hoàng hậu, mang tiểu quý tử đi. Quý phi nương nương, người của hoàng hậu, việc giải quyết không phụ thuộc vào ngươi. Đi nào. Tiểu quý tử, vì ngươi đã chọn giúp đỡ con khốn Cố Vạn như đó, sau này đừng trách ta. Ta sẽ lấy đi cuộc sống của ngươi. Ta sẽ tra tấn ngươi cho đến khi ngươi chết. Ta sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh. Nương nương, tối nay nô tài sẽ tìm người làm thịt tiểu quý tử. Lý Thanh Lê, muội muội hoàng đế, ra tay bảo vệ hắn. Vậy thì cứ để hắn sống thêm vài ngày nữa. Tiểu quý tử, không sao chứ? Sao cô có được lệnh bài của hoàng hậu để cứu ta? Tất cả chúng ta đều là tuân lệnh hoàng hậu. Người duy nhất dám mang người đi, chỉ có Tạ Phi. Vì vậy ta chỉ... Người, không bị thương phải không? Có ta làm tổn thương người khác, không ai làm tổn thương ta. Ngươi nhìn gì đó? Ta là cô gái đặc biệt bên cạnh hoàng hậu. Ta. Xin lỗi, ngươi cứ ở đây đi. Này, chờ ta với. Ai to gan thế? Dám vào phòng ta. Tiểu quý tử. Ngươi thật to gan. Vừa trở thành thái giám lục phẩm. Đã điên rồ vậy. Chẳng phải trong tương lai, ngươi sẽ trèo đầu chúng ta sao? Tham kiến Lưu Công Công. Không biết hôm nay, Lưu Công Công đến có chuyện gì vậy? Hoàng thượng có lệnh. Tiểu quý tử xúc phạm tôn nghiêm hoàng gia. Chính pháp tại chỗ. Lưu Công Công, có nhầm lẫn gì không? Ta vừa lập công lớn cho hoàng đế mà. Còn dám ngụy biện. Ngươi đã làm gì? Ngươi có biết không? Ra tay đi. Tiểu quý tử ơi, ngươi thật to gan. Hoàng đế muốn ngươi chết, ngươi còn dám chạy. Thử chạy nữa xem. Ta sẽ khiến đầu ngươi rơi ngay lập tức. Lưu Công Công, có khả năng như này sao? Hiểu lầm rồi, ta vừa lập công lớn cho hoàng đế. Tiểu quý tử, ta hỏi ngươi là ai? Nô tài là người của hoàng đế. Còn không nói sự thật. Đừng trách ta không nhắc nhở. Nô tài là người của hoàng đế. Giết hắn ta đi. Quý vị đang xem mặt dây chuyền ngọc bích này đến từ đâu? Đây là những gì bố ta để lại cho ta. Của nhiên là ngươi. Là ta, không không phải ta. Công công, xin tha mạng. Tiểu quý tử, hãy cẩn thận trong tương lai nhé. Hãy chăm sóc đồ đạc ở hán của ngươi. Nếu không thì không ai có thể giúp ngươi. Cái quái gì đang xảy ra với ta vậy? Có chuyện gì với lão ta vậy? Chẳng nhẽ thích ta, buồn nôn quá. Lý Ngọc Vương gia chuẩn bị tấn công giành ngôi. Bảo vệ hoàng hậu là nhiệm vụ của ngươi. Phải giữ lấy Đại Xuyên, hiểu chưa? Cùng tiễn Lưu Công Công. Cút đi, ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với ta ở đây. Hoàng hậu nương nương, nếu cha của ngươi, Cố Thừa Tướng đại nhân bị đồn cướp bóc, tin đồn tham nhũng, hối lộ lan rộng, danh tiếng cả đời của Cố tướng sẽ bị hủy hoại. Ngươi muốn gì? Trao lại con dấu của hoàng đế Lý Huyền. Nếu không thì, Cố gia sẽ bị ngươi mang tiếng xấu mãi mãi. Con dấu này được hoàng đế để ở chỗ bổn cung, nhưng không thể đưa cho ngươi. Hoàng hậu nương nương, nếu Cố gia của ngươi bị quan thần luận tội, vị trí của ông trong lòng người dân sẽ bị mất. Ngươi nghĩ gì về vị trí hoàng hậu của mình? Ngươi có thể giữ nó không? Nhưng nếu ta đưa cho ngươi, ngươi phải đưa cho ta bằng chứng. Tất nhiên rồi. Hoàng hậu nương nương,
tiểu nhân cho rằng con dấu của hoàng đế Lý Huyền không thể đưa cho vương gia được. Tiểu quý tử, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu nhân nghĩ, vương gia Lý Ngọc dùng triều đình để đe dọa và lợi dụng hoàng hậu, phạm tội thiếu tôn trọng. Xin hoàng hậu trừng phạt và trảm Lý Ngọc. Hoàng hậu, người của ngươi quá ngang ngược. Bản vương sẽ giúp ngươi lấy lại kỷ luật. Một tiểu thái giám không biết trời cao đất dày. Ta không biết phải giết bao nhiêu người trong một năm. Nếu ta muốn người quỳ xuống thì ngươi phải quỳ xuống. Tiểu quý tử, đừng làm càn. Hoàng hậu nương nương, Cố thừa tướng viết thư cho vương gia Lý Ngọc. Cố thừa tướng đã biết rồi, hắn ta muốn lừa hoàng hậu đó. Sao ngươi lại làm vậy? Thái giám, ta giết ngươi. Ngươi có muốn con dấu của hoàng đế Lý Huyền không? Tiểu quý tử, không được vô lễ. Tiểu quý tử, sao nào? Ta đã đánh giá thấp ngươi, ta chỉ là một tiểu thái giám bên cạnh hoàng hậu. Sao ta có thể lọt vào mắt của ngươi? Đừng để ta tìm cơ hội giết ngươi. Nếu không ta sẽ ngũ mã phành thầy ngươi. Lý vương gia, tiểu quý tử có khả năng viết lách và võ thuật. Phải chăng những kẻ nịnh bợ dưới tay ngươi có thể so sánh được? Có khả năng viết lách sao? Tình cơ khi ta đến Giang Nam, có quen nhà thơ nổi tiếng nên đã đưa về cung. Lý Vân, tham kiến hoàng hậu. Tham kiến Lý vương gia. Hoàng hậu nương nương, nghe nói tiểu quý tử là một nhà thơ lớn. Chi bằng thế này, hãy để hắn và Lý Vân đấu thơ. Nếu Lý Vân thắng, thì ngươi đưa cho ta con dấu của hoàng đế. Lý Vân là đại tài ở Giang Nam. Tiểu quý tử chỉ là một thái giám sao có thể so sánh được. Chúc quý vị Lý Ngọc Vương, ngươi là cố ý trêu chọc ta sao? Nếu hắn không thể làm được, ta sẽ giết hắn ta. Chi bằng như thế này, vị công công này viết ra giấy. Ta cũng viết ra giấy. Thế nào? Không không, ngươi nói một câu và ta nói một câu. Nếu ngươi thua thì sao? Hãy để vương gia Lý Ngọc tặng ngôi nhà làm quà. Hoàng hậu thấy thế nào? Hỗn xược, một tiểu thái giám, sao dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi có tư cách gì? Ta là thái giám cấp 6 được hoàng đế bổ nhiệm. Lý vương gia, không dám sao? Một vương gia của đại xuyên hùng vĩ này, không dám dùng một ngôi nhà đặt cược. Sẽ khiến cho mọi người coi thường. Tại sao bản vương phải dùng nhà đánh cược? Ngôi nhà của ngươi đáng giá tiền. Con dấu của hoàng đế là vô giá. Lý Ngọc Vương, ngươi có đánh giá cao bản thân quá không? Ngươi đã xem thường người của Trường Xuân Cung. Tất nhiên bản vương không có ý đó. Được, bản vương hứa với ngươi. Nếu ngươi thua, bản vương muốn mạng sống của ngươi. Tiểu quý tử, không cần đồng ý yêu cầu vô lý của hắn. Lý vương gia, bổn cung không ngần ngại. Hoàng hậu, đừng lo lắng, ta sẽ không làm người xấu hổ đâu. Đồ thái giám, cứ chờ chết đi. Sau này ta sẽ tự tay chặt ngươi ra và cho lũ chó ăn. Không ngờ tới, một ngày nào đó ta sẽ chạm trán với một thái giám. Lý vương gia nói thơ của Lý tiên sinh nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng ta chưa nghe thấy Lý tiên sinh bao giờ. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Dựa vào một tiểu thái giám, cũng xứng đáng hiểu được thơ ta. Nói nhiều cũng vô ích. Hãy đặt một câu hỏi đi. Vì ngươi rất tự tin. Sau đó lấy cứu trợ lũ lụt làm chủ đề, làm một bài thơ. Cái này mà liên hệ với sơn tinh, thủy tinh rất hay nè. Này, câu đầu tiên là gì? Tại sao ta không thể nhớ được? Giáo viên nói rồi mà, thầy giáo chắc chắn đã nói. Sao ta lại quên lúc này? Tiểu thái giám dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là thái giám. Ngươi có thể học được gì? Ta nghĩ ngươi là một chú hề. Coi thường ta. Không sợ bị mọi người chê cười sao? Bản vương sẽ cho tên thái giám này thêm thời gian. Nếu vẫn không trả lời được, bản vương muốn mạng sống của hắn. Hoàng hậu, ta nghĩ ngươi cũng nên thừa nhận thất bại. Quan tâm làm gì? Tiểu quý tử, ngươi đã làm ra chưa? Nếu ngươi không thể trả lời, ta không thể bảo vệ ngươi. Hoàng hậu nương nương, ta đang cố. Xin lỗi, đợi chút. Ta đang mơ tưởng đến bị đương một lát. Bớt xạo ngôn đi, nếu không trả lời được, đầu của ngươi phải chạm đất. Hãy nhanh chóng trả lời, nếu không, bản vương sẽ khiến cái chết của ngươi trở nên khó coi. Có rồi. Thái giám ngươi thậm chí còn không ra khỏi cung điện. Đã biết lũ lụt là gì chưa? Thật vô nghĩa khi nghe kẻ suốt ngày ở trong cung lại làm thơ về nó. Mơ thấy em về như lũ lụt.
hận lòng không hóa được Sơn Tinh. Cách hùng biện này ổn, nhưng không có gì mới. Đừng lo lắng, hãy tiếp tục lắng nghe. Mị nương này đã thành thiên cổ. Nước mắt chiêm bao, ướt cửa mình. Đang xem trên kênh YouTube kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu đây là những gì người đã viết. Bằng cách nhấn like và đăng ký. Đúng, ta đã viết đó. Lý tiên sinh, ngươi bị làm sao vậy? Đây đơn giản là một câu nói kỳ lạ trên đời. Im miệng, ngươi lẩm bẩm gì vậy? Thật là nóng bỏng. Dạo Dực, Lý Vân, ngươi vẫn có thể viết bài thơ tốt hơn hắn. Ta không thể. Dám hỏi, ngươi là ai? Ta cũng có thể học hỏi từ ngươi chứ. Không, ta muốn bái ngươi làm thầy của ta. Không biết có được không, Lý Vân, tại sao ngươi lại muốn bái hắn làm thầy? Lý Vương gia, tại hạ vô năng, mấy câu thơ vừa rồi giống như thần tiên hạ phạm. Đó là một đột phá của thiên tài. Lý Ngọc Vương, ngươi có nên bàn giao căn nhà của mình không? Ngươi, gài bẫy bản vương. Lý Vương gia, ngươi muốn nuốt lời sao? Ngươi đâu, mau bắt tên tiểu thái giám này, giết cho ta. Hoàng thượng không ở đây. Hôm nay bản vương sẽ quyết định, trẫm muốn xem. Ai dám làm loạn trong hậu cung hoàng hậu? Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lý Ngọc Vương, ngươi đến gặp hoàng hậu để cướp con dấu của trẫm, ngươi muốn tạo phản sao? Thần đáng chết, nhưng hoàng thượng, chúng ta chỉ đang thảo luận về thư pháp và hội họa với hoàng hậu, không có ý định cướp gì cả. Ta nghe nói ngươi muốn giết vị anh hùng ta chỉ định. Vi thần có chút nóng giận. Xin bệ hạ thứ tội. Phải rồi, tiểu quý tử đã có những đóng góp to lớn. Từ hôm nay, được thăng làm thái giám ngũ phẩm bên cạnh hoàng hậu. Tạ hoàng thượng. Lý Vương, nếu giết ta, ngươi sẽ không thể chiếm được ngai vàng. Ta sẽ giết ngươi. Một thứ phế vật như ngươi mà muốn làm hoàng đế, ngươi không xứng. Cầu đô tài ngươi, làm nhục ta nhiều lần. Ngày nào đó ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro. Chu Di cửu tộc. Ôi, lão tử sợ quá cơ. Nếu ngươi còn dám đe dọa, cẩn thận ta giết ngươi. Đủ rồi. Một thái giám thật to gan. Hôm nay bản vương gặp tai họa. Thời gian còn dài. Không tiễn. Vị Lý Vương gia này thực sự ngày càng hỗn xược hơn. Chỉ vì ta không có người thừa kế, họ chắc chắn rằng ta chỉ có thể truyền lại ngai vàng cho hắn. Sau này, hoàng đế có thể thay đổi. Thái hậu chỉ có một. Chúng ta hay có một đứa con. Lẽ nào ngươi được sao? Để có được vị trí hôm nay, trẫm đã phải từ bỏ nó. Vậy thì ngươi mới được làm hoàng hậu. Thật lòng mà nói, tất cả đều là do ngươi. Tại sao nó vẫn không hoạt động? Ta giao lại vấn đề này cho ngươi. Phải chắc chắn con khốn cố vạn như đó bị hủy hoại. Đừng lo lắng, vương gia, ta sẽ giải quyết vấn đề này. Hãy để mắt đến tiểu quý tử, ta phải chặt hắn bằng chính tay mình. Giảm bớt sự căm ghét của ta. Vâng. Đi đi. Quý vị đang xem trên kênh họ định làm gì vậy? Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ yêu cầu nô tài đưa cho người một thứ. Sao người không đưa nó cho tiểu quý tử? Bệ hạ bảo nô tài đích thân đưa nó cho người. Nói, có phải là Lý Ngọc Vương sai người đến? Ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi, khi nghĩ ngươi là một đứa trẻ. Hãy nói ra kẻ chủ mưu, ta sẽ tha chết cho ngươi. Quý công công, chỉ dựa vào một tiểu thái giám như ngươi mà đòi đảo lộn cả thế giới sao? Đó chỉ là mơ tưởng thôi. Tiểu quý tử, nhanh chóng giải độc cho bổn cung.
Vương gia, nô tài vô năng. Cố Vạn Như được tiểu quý tử giải cứu. Phế vật, một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong. Vương gia, tất cả là do tên tiểu thái giám đó. Nếu không có hắn, không làm được việc lần này, thì đừng mong có lần sau. Người biết quá nhiều. Ta phải xóa sạch dấu vết, để Lý Huyền không nghi ngờ, phá hỏng đại sự của ta. Tiểu thái giám, vừa rồi ngươi mạnh bạo quá. Hoàng hậu, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi. Tại sao chúng ta không làm thêm lần nữa? Tiểu quý tử, lần này ngươi phải nhẹ nhàng hơn đó. Một bầy sói mắt trắng vô ơn. Người khiết đan lại xung đột ở biên giới Tây Bắc, cố ý tàn sát những người chúng gặp. Các vị ai khanh, có chiến lược nào không? Cố thừa tướng đang ở đây, có biện pháp đối phó không? Bẩm bệ hạ, lũ lụt ở phía Tây Nam Đại Xuyên năm nay, hạn hán Đông Nam Bộ, lại thêm nạn châu chấu ở vùng đồng bằng miền Trung. Đủ rồi, chẳng lẽ Đại Xuyên ta đánh không lại một khiết đan nhỏ sao? Lý Ngọc Vương, kế hoạch của ngươi là gì? Bẩm bệ hạ, thần không có cách nào tốt cả. Nhưng thần có một kế nhỏ. Thưa bệ hạ, tại sao người không gửi một bức thư cầu hòa đến Vương quốc khiết đan? Khốn nạn, triều đình trả lương nuôi một lũ ngốc các người sao? Bẩm bệ hạ, thần có cách để tiêu diệt Vương quốc khiết đan. Con tưởng là ai? Hóa ra lại là thái giám ngươi. Đồ thái giám, chỉ biết vài bài thơ vớ vẩn, lại muốn nói chuyện quốc sự. Ngươi nghĩ mình là đại quan trong triều sao? Ngươi chỉ là thái giám ngũ phẩm. Bệ hạ, xin hãy ban cái chết cho tiểu quý tử. Tiểu quý tử, chấm sẽ lắng nghe người nói. Nếu không tốt, chấm sẽ lấy đầu người để tế cờ. Bẩm bệ hạ, cách của thần đưa ra là, thần xin đích thân dẫn quân dẹp tan quân xâm lược khiết đan. Bệ hạ, truyền thống ngàn đời từ xa xưa để lại, thái giám không được phép can thiệp vào chính trị. Hãy xử tử tiểu quý tử ngay lập tức. Bệ hạ, nếu thần không thể tiêu diệt khiết đan trong một đòn, muốn giết thế nào, tùy người xử lý. Khẩn cầu bệ hạ, hãy cho thần một cơ hội để phục vụ đất nước. Tiểu quý tử, chấm biết người tài năng, nhưng hành quân, chiến đấu và bố trí quân đội, đó không phải là trò trẻ con. Ta yêu thích nghiên cứu quân sự cổ xưa từ khi còn nhỏ. Tất nhiên, vấn đề này không khó. Chỉ lời nói thì vẫn chưa thuyết phục được ai. Bệ hạ, thần đã được một bậc thầy Gia Cát Lượng truyền đạt, biết một chút về đội hình chiến đấu, đặc biệt là kỵ binh. Người nói gì vậy? Kỵ binh, ta sợ là ngươi chưa từng chạm vào một con ngựa. Nói rằng ngươi biết kỵ binh, thật ngớ ngẩn, chẳng lẽ tất cả quan lại trong triều đình của ta đều kém cỏi hơn ngươi sao? Bệ hạ, thần cho rằng Quý công công Văn Thơ rất xuất sắc. Có lẽ hắn thực sự biết về mảng chiến đấu. Có thể thử. Tại sao ông già này lại nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ? Nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ta. Ta là trai thằng đó. Cố thừa tướng, ông như vậy là sao? Hay ông nghĩ tên tiểu thái giám này là người hầu cạnh hoàng hậu, gia đình ông muốn tham gia vào quyền lực quân sự? Tiểu quý tử, làm sao một tên thái giám vô cấp dám nói chuyện triều đình? Hệ thống tổ tiên đại xuyên của ta, thái giám không được phép can thiệp vào chính trị. Bay đầu, kéo tên thái giám này ra cho trẫm và chặt đầu hắn. Đợi chút. Bệ hạ, không thể. Câm miệng. Khẩn cầu bệ hạ hãy cho tiểu quý tử một cơ hội. Thần thực sự có cách dập tắt chiến tranh ở Tây Bắc. Thái giám cũng nói chuyện quốc sự, chắc chắn phải có người đứng sau. Xin bệ hạ hãy trừng phạt. Nếu chúng ta phái thái giám ra tiền tuyến, sẽ bị các nước chế nhạo, cười ta, Đại Xuyên không ai cả. Cố thừa tướng, ngươi làm ta hơi lúng túng. Một khi có vấn đề khi hành quân và chiến đấu, đó là vấn đề lớn gây nguy hiểm cho vận mệnh đất nước. Ngươi đủ khả năng gánh tội không? Bệ hạ, xin hãy cho thần 3.000 kỵ binh. Tiểu nhân sẽ chinh phục Vương quốc khiết đan trong vòng một tháng. Quý công công, đừng nói nhiều như vậy. Có neo được chiến lược rõ ràng không? Có, đất nước khiết đan nằm sâu trong ốc đảo sa mạc. Chỉ cần dẫn kỵ binh tinh nhuệ vượt qua sa mạc, hướng thành phố khiết đan, sẽ san phẳng Vương quốc khiết đan trong một đòn. Lý thuyết là vậy, nhưng khoảng cách hàng ngàn km từ biên giới Đại Xuyên đến sa mạc khiết đan, sao có thể vượt qua được? Bệ hạ, thái giám sắp chết nói lời mê hoặc. Người đừng để bị hắn ta lừa. Đại Xuyên hùng vĩ của ta sẽ bị hủy hoại. Không thử thì sao biết được? Người khiết đan đã sát biên giới Tây Bắc. Tài năng văn chương của Quý công công đã mang lại thể diện cho Đại Xuyên. Có lẽ hắn có thể làm được điều gì đó trong đánh trận.
thần nghĩ chúng ta có thể thử. Tiểu quý tử, đứng lên. Ta sẽ lắng nghe suy nghĩ của người trước. Bẩm bệ hạ, thần đã tìm hiểu về ngựa chiến, chạy đường dài. Ngựa chiến mất sức rất nhiều, phải bắt đầu từ con ngựa. Tiện ích này, đó là chìa khóa giúp kỵ binh đại xuyên của chúng ta băng qua sa mạc. Cái này là cái gì? Bẩm bệ hạ. Đây được gọi là móng ngựa. Đặt cái này lên móng ngựa. Ngựa chiến sẽ không bị thương và kiệt sức do các cuộc hành quân đường dài, di chuyển linh hoạt, sẽ có thể đè bẹp khiết đan trong một cú đánh bất ngờ. Không thể được, bệ hạ. Tiểu quý tử nói láo. Tiện ích này chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Chắc chắn hắn đang lừa dối mọi người. Cách đối phó với khiết đan. Không chỉ móng ngựa và đội hình. Có nhiều cách khác. Bộ binh hạng nặng mặc áo giáp, tay cầm đao chặt đứt chân ngựa. Xem ra họ không tin ta. Thần cũng còn nhiều cách nữa. Còn gì nữa? Nói nhanh. Đây là, đang nói về bí mật quan trọng của triều đình. Thần sợ rằng, đây là triều đình đại xuyên của ta. Người nghĩ các đại thần đại xuyên ở đây, tất cả đều là kẻ phản bội sao? Đây là bí mật quân sự của đại xuyên không thể bị lộ ra ngoài. Bẩm bệ hạ, thần cho rằng tiểu quý tử chỉ là một thái giám. Không thể ra chiến trường, sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội. Xin bệ hạ phân xử. Bệ hạ, thần sẵn sàng cầm quân đánh địch. Nếu khiết đan không thể bình định được, người hãy chặt đầu thần và treo nó trên cổng thành. Bệ hạ, tuy tiểu quý tử là thái giám, nhưng văn thao và võ luyện lại vô cùng tập trung, như thể hắn rất chân thành. Nếu những tài năng đó không phục vụ đất nước, chẳng phải trái tim nhiệt huyết của họ sẽ dần nguội lạnh và mất niềm tin vào triều đình sao? Tốt. Tiểu quý tử, vì ngươi đã tự tin như vậy, chấm sẽ phong người thái giám tam phẩm. Có thể huy động tam quân, ra tiền tuyến ngay lập tức. Nếu trận chiến này không thể thắng được vương quốc khiết đan, chấm. Chu di tam tộc ngươi. Thần, tiểu quý tử, sẽ không phụ mong đợi của bệ hạ. Tạ bệ hạ long ân. Với những móng ngựa cải tiến này, ngựa phi nước đại, muốn đánh nhau với ta sao? Binh mã của tôn tử trong tay ta, ta còn sợ các người cổ đại sao? Đây là vũ khí thần kỳ có thể khiến người bất ngờ. Vương gia, chính là thứ này. Người biết vũ khí ma thuật của tiểu quý tử. Thuộc hạ không lầm, thứ này chắc chắn sẽ giúp ích cho binh lính. Khiết đan của chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ ở biên giới. Xin vương gia đừng lo lắng. Được rồi, lần này nhất định phải để hắn chết ở biên giới Tây Bắc. Sự chăm sóc của bản vương dành cho khiết đan bao năm qua không phải là vô ích. Bằng không, cho dù khiết đan có đại thắng, bản vương cũng sẽ giết người. Vương gia, liệu có thương vong cho cả hai bên không? Sao không giết hắn trên đường đi? Im đi, ngươi cho rằng người của hắn là đồ trang trí sao? Trường hợp bị phát hiện, không phải tất cả việc trước đây đều vô ích sao? Vương gia nói đúng. Chúng ta chỉ cần im lặng chờ đợi Lý Huyền. Bị lật đổ bởi thủ trong, giặc ngoài. Sau đó, ngồi lại và tận hưởng ngư ông đắc lợi. Chính là vậy. Này, tiểu quý tử, sao ngươi lại bối rối thế? Ngươi làm điều gì có lỗi với ta sao? Tại sao cô ở đây? Ngươi không quan tâm ta. Bà cô của ta, ta còn phải ra chiến trường. Ngươi là thái giám bên cạnh hoàng hậu, ra chiến trường làm gì? Nếu vậy, ta cũng muốn ra chiến trường với ngươi. Ta không đùa với cô đâu. Cô ra đấy, ta không chăm sóc được đâu. Ai cần ngươi chăm sóc? Ở hoàng cung này, là phụ nữ, ai cũng biết võ thuật. Vậy sao, là cô nói đó nha. Đến lúc đó có khóc cũng đừng tìm ta. Ta ghét nhất là con gái khóc. Tiểu quý tử, mới có mấy ngày mà ngươi đã coi thường ta. Chỉ là một cuốn sách bị hỏng lại quan trọng hơn ta sao? Đây không phải là một cuốn sách bị hỏng. Đây là vũ khí ma thuật tối cao của ta để lật ngược tình thế. Ta chỉ thích nhìn ngươi kiêu ngạo đến mức nào. Ngươi có tin không? Ta đến để giúp đỡ ngươi. Bảo bối. Cô muốn giúp ta bằng cách nào? Tiểu quý tử, ngươi muốn làm gì? Cô lẹn vào phòng ta một cách bí mật. Không phải là đến câu dẫn ta sao? Cô nghĩ ta sẽ làm gì? Thích không? Ngươi nhẹ nhàng thôi. Ta đã nói với cô rồi, là phụ nữ không thể mặc đồ lót như thế này. Sẽ khiến cô không thoải mái. Có người. Lý Ngọc Vương, con heo ngu ngốc, ngươi còn muốn giết ta. Chúng chưa thể chạy xa.
Nếu hôm nay không giết được tiểu quý tử thì tất cả chúng ta đều phải chết. Tiểu quý tử, ta có đẹp không? Đẹp. Ta biết ngươi không phải là thái giám, ngươi là một nam nhân. Ta ngưỡng mộ ngươi. Đây là lần đầu tiên của bổn công chúa, hãy thư giãn đi. Cô là công chúa sao? Không sao, ta sẽ rất nhẹ nhàng. Các vị, chiến thắng Tây Bắc, Khiết Đan bị tiêu diệt trong một trận đánh, tiểu quý tử khiến mọi người phải bái phục. Bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Lý Vương gia mới nói. Thừa tướng muốn để thái giám ra trận. Tiểu quý tử đã bỏ lỡ cơ hội, xít chút nữa đã lỡ trận đánh quan trọng với Khiết Đan. Và cuộc chiến tiêu diệt Khiết Đan là chiến lược do bản vương đặt ra, không phải do tiểu quý tử, hắn đã nói dối về chiến công của mình. Xin bệ hạ minh xét. Lý Vương gia, ngươi đã đối đầu với Khiết Đan được một năm. Khiết Đan không bị tiêu diệt, tại sao tiểu quý tử vừa ra trận lại giành được thắng lợi? Năm nay, bản vương đã âm thầm chiến đấu kiên cường, chờ đợi cơ hội, chỉ còn đòn cuối cùng. Chỉ là tên thái giám đó đã cướp công mà thôi. Lời nói mạnh mẽ lắm. Nếu không thì hắn là một hoạn quan, làm sao có thể phá địch trong vài ngày? Chỉ có trong mơ mới làm được. Lão thần nghĩ Lý Vương gia đã bị ai đó vạch trần. Tiểu quý tử này có tài hùng biện. Hắn chỉ nói nhảm. Ngươi nói gì hôm nay hắn sẽ chẳng làm được gì vào ngày mai. Ngôn ngữ hôi hám này có thể thống trị thế giới. Đơn giản là không thể chịu nổi. Đây chỉ là một mặt của lời nói của Lý Vương gia. Bệ hạ, mọi người trong đội quân có thể đứng ra làm chứng. Truyền chỉ của trẫm, khi tiểu quý tử về cung, tống vào ngục ngay lập tức. Tiểu quý tử ơi, sao người nhút nhát thế? Ta là một nàng công chúa, lấy một tiểu thái giám làm vợ ngươi, ngươi còn không muốn sao? Ta không phải không muốn, mà là ta sợ. Không ngờ cô bé này lại là công chúa. Thôi nào, đừng sợ, lần này ngươi đã lập công lớn, hoàng huynh sẽ phong ngươi làm phò mã thôi. Không có gì phải sợ. Thái giám tam phẩm tiểu quý tử bước ra nghe chỉ. Quý vị đang xem trên kênh YouTube. Tiểu quý tử, chắc chắn là bệ hạ ban thưởng cho ngươi. Đừng nói những điều vô nghĩa, nhanh nói xem phần thưởng là gì. Tiểu quý tử, thái giám tam phẩm đã nói dối về tình hình quân sự. Lập tức giam vào đại lao. Không nhầm đâu. Khâm thử, sao có thể như thế được? Tiểu quý tử vừa thắng trận. Chắc ngươi nhầm rồi. Chắc chắn là con rùa xanh Lý Vương gia đã buông lời. Nói xấu lão tử. Quý công công, xin mời. Tên ngốc này dám nói lão tử vậy sao? Cút ra ngoài. Đừng khiến lão tử cảm thấy không vui. Lão tử là một người tốt bụng và chính trực. Dám chạm vào khuôn mặt đẹp trai của lão tử. Tin hay không ta đánh chết người. Có biết bố tao là ai không? Ngươi còn không rõ tình hình giờ sao? Ngươi đã hết thời rồi. Đưa hắn đi. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Hoàng hậu. Tiểu quý tử bị bắt đi rồi. Cái gì? Hắn không những không được ban thưởng, lại còn bị tống vào ngục. Nhanh lên, cùng ta gặp bệ hạ. Hoàng huynh. Huynh ấy. Bệ hạ đang ở chỗ Tạ Phi. Tiếc quá, xem ra hoàng thượng quyết tâm sát cánh cùng Lý Vương gia và sự tử tiểu quý tử. Nhưng sao thế? Tiểu quý tử vừa lập được công lớn vậy, sao bệ hạ lại làm vậy? Quyền lực của Lý Vương gia trong triều ngày càng lớn. Để thu phục Lý Vương gia, hoàng đế phải giao chiến công quân sự này cho Lý Vương gia. Ta không tin chuyện này. Ta sẽ đi tìm hắn. Không ngờ ta cũng du hành về thời cổ đại. Lại cắm sừng hoàng đế. Chung giường với hoàng hậu và phi tần của hoàng đế. Giờ sắp bị giết. Hoàng đế ghen tị tài năng của ta. Nếu ta có thể đi ra ngoài, ta sẽ giết tên khốn này và giặt mạng hắn. Hoàng thượng giá đáo. Tiểu nhân tiểu quý tử tham kiến bệ hạ. Tiểu quý tử, ngươi đã nói dối thành tích quân sự của mình và vu khống triều đình và chư hầu. Ngươi biết tội chưa? Tiểu nhân bị oan. Khiết Đan bị ta hạ gục trong một cuộc đột kích với 3.000 kỵ binh. Nhưng người không bao giờ nên xúc phạm đến Lý Vương gia. Ta sẽ mai táng người chú đáo. Ngươi còn mong muốn gì không? Còn bà hắn. Ta đã giúp cầu hoàng đế đánh bại kẻ thù. Hắn lại muốn giết ta. Ta phải tìm cách trốn thoát. Thần sẵn sàng chịu chết. Nhưng thần muốn sống đến qua mùa thu. Thần không có mong muốn nào khác. Tiểu quý tử. Chấm. Sẽ nhớ ngươi. Chắc chắn là vậy rồi. Tiểu quý tử. Đừng nổi trội hơn người.
chỉ dựa vào ngươi mà muốn cướp chức nhất phẩm thái giám của ta sao? Mơ đi cưng, tối nay chúng ta sẽ mang cho người rượu độc. Cảm ơn ngươi. Tên khốn, nếu ta thoát được, ta sẽ giết ngươi. Trẫm biết tiểu quý tử đó rất tốt, nhưng trẫm không thể làm gì được. Trong 2 ngày nữa, trẫm sẽ gửi cho muội danh sách phò mã. Hoàng huynh, cá nhân muội đã tham gia trận chiến cùng tiểu quý tử. Đủ rồi, mau lui ra ngoài. Người có chắc không? Đại nhân, chính xác tiểu quý tử là con của cố hoàng đế. Truyền lệnh xuống, phải bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá. Tốt nhất là mượn đao, để họ chống lại hoàng đế, khôi phục đại xuyên như nghĩa vụ của chúng ta. Được. Hãy nhớ bảo vệ hoàng tử bằng mọi giá. Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thuộc hạ hiểu. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ tiểu quý tử đang ở đây để cập nhật các video mới nhất. Theo lệnh của hoàng đế, ta đến đây để ban cho người rượu độc. Nghe này, kiếp sau ngươi nên tránh xa ta. Nếu không thì ta sẽ tự tay giết người đó. Tên thái giám chết tiệt, tin hay không, tối nay ta có thể trốn thoát khỏi đây. Để cho ngươi thể diện mới gọi ngươi tiểu quý tử. Nếu không để mặt thì ngươi là kẻ ăn hôi còn hơn cả dã thú. Đây là cấm địa của hoàng cung, ngươi còn muốn thoát sao? Chính Lý Vương gia đã khiến ngươi chết đó. Nếu ngươi không muốn toàn thây, thì lính canh bên ngoài sẽ chặt ngươi thành từng mảnh. Ha ha ha. Lão già, ngươi thực sự không biết phí nước đại trên chiến trường là gì. Ngươi cao 7 thước. Vậy thì sao? Hiện tại, người sắp chết không phải là ta. Ai là người có tiếng cười cuối cùng? Ai cười đẹp nhất? Nếu người không uống, ta sẽ gọi lính canh đến và chặt xác người ngay bây giờ. Ta uống. Phi nước đại trên chiến trường. Tiểu quý tử đã tiêu diệt khiết đan trong một trận đánh. Ta sợ quá cơ. Người biết tất cả là vì người không biết tốt xấu, đã xúc phạm quá nhiều người. Hơn nữa, đại xuyên giờ sắp đổi chủ. Người phải chết. Người đâu? Đến đây. Hắn tạo phản rồi. Chặt hắn ra cho ta. Này, ta không sợ. Ai đó? Ngươi là tiểu quý tử. Điện hạ, ta là tiểu quý tử. Xin điện hạ hãy đi cùng chúng ta. Tham kiến điện hạ. Điện hạ cái gì? Ngươi nhận nhầm người rồi. Điện hạ, đừng lừa dối chúng ta nữa. Ta biết danh tính thực sự của người. Nhưng để đảm bảo an toàn, ta chưa thể cho người thấy bộ mặt thật của ta. Này, ta muốn xem thì phải làm gì? Kế hoạch tiếp theo của người là gì? Dù đi hướng Tây Nam hay Đông Nam, chúng ta có thể giúp người trốn thoát. Ta muốn trả thù. Điện hạ. Ngài muốn trả thù sao? Đúng, về kinh thành. Ta muốn kẻ ngốc Lý Huyền đó, hối tiếc tất cả những gì hắn đã làm với ta. Ngài có cần người hỗ trợ? Không cần, ta sẽ làm điều đó một mình. Được, có cần ta chuẩn bị gì không? Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho ta vào sáng mai. Ta muốn dành cho hoàng đế một bất ngờ. Không biết chuyện gì đã xảy ra với tiểu quý tử nữa. Tham kiến công chúa. Nô tài mang đến cho người một tin vui. Có tin gì? Hào tiểu thái giám, sao người dám? Tiểu quý tử. Ta đã trốn thoát khỏi nhà tù. Vậy giờ ngươi phải làm gì? Vì Lý Ngọc Vương muốn gài bẫy ta. Ta cho hắn biết. Tiểu quý tử ta không dễ bị chọc. Được, ta giúp người. Nói đi, người muốn ta làm gì? Vị Lý Vương gia này, hắn đã muốn chiếm đoạt ngai vàng từ lâu, nhưng để che giấu, hắn ta giấu chiếc áo choàng rồng vào trong. Sao có thể như thế được? Hoàn toàn đúng. Ta tình cờ nghe được Lưu Công Công và những người khác trong tù nói, chỉ cần nàng để kho báu mà chúng ta dùng để tiêu diệt khiết đan vào đó, ta có thể vạch trần chúng. Được rồi, hãy cho họ xem trụ cột tài năng của đại xuyên là ai. Đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh. Phế vật, một tên tiểu thái giám cũng không giải quyết được. Vương gia, ai có thể ngờ rằng tiểu tử này lại có người đứng sau, có người dám cướp hắn ta. Đã đến lúc phải lên triều. Hôm nay chúng ta phải buộc Lý Huyền thoái vị. Ta sẽ là hoàng đế của đại xuyên. Lý Vương gia vội vã trở về kinh thành trong đêm. Có cần phải vội vậy không?
Bẩm hoàng thượng, thần nghe nói gần đây bệ hạ bị ốm. Thần, đến thăm. Lý Ngọc Vương, người có ý gì? Bản vương muốn nói là, Lý Huyền, nai vàng của ngươi, không thể ngồi mà không có ta. Lý Vương gia nóng lòng muốn chiếm đoạt ngai vàng, chắc nghĩ rằng mình đã sống quá lâu phải không? Đồ điên người dám xuất hiện. Người đâu, bắt lấy hắn. Đợi chút. Thưa bệ hạ, có điều gì đó kỳ lạ xuất hiện ở tiểu quý tử. Thần đề nghị, chuyện này cần phải điều tra thật kỹ. Lý Vương gia rất quan tâm tới việc quốc sự. Tại sao đối đầu khiết đan ở biên giới suốt 6 năm mà không nhúc nhích? Bản vương không quan tâm ngươi. Hay là vương gia đang tôn trọng chính mình? Bệ hạ, thần làm việc chăm chỉ và đạt được thành tựu to lớn nhưng bị hoạn quan vu khống. Xin bệ hạ, hạ chỉ xử trảm tên thái giám này. Thưa bệ hạ, có điều gì đó kỳ lạ trong vấn đề này. Đủ rồi. Tiểu quý tử, trẫm hỏi ngươi, ngươi đã thoát khỏi thiên lao, tại sao hôm nay vẫn xuất hiện trên triều? Thần bị oan. Bệ hạ, ngươi sai rồi. Chấm có thể sai. Tiểu quý tử, ngươi mạo danh chiến công của Lý Vương gia và đó là án tử hình. Sau khi thoát khỏi thiên lao, còn dám lên triều chịu chết, chấm sẽ cho ngươi thỏa ước nguyện. Bệ hạ, biết tại sao thần có thể đánh bại khiết đan không? Bởi vì thần có thuốc nổ. Tường thành khiết đan đã bị thần đánh sập. Đúng vậy, nếu không phải tiểu quý tử, Lý Vương gia và người khiết đan cùng nhau hợp tác, gây loạn đại xuyên. Bệ hạ, tiểu quý tử nói lời kỳ quái, lừa gạt dư luận. Chắc chắn có ý đồ xấu với đại xuyên. Bệ hạ, xin hãy xử tử tiểu quý tử chạy trốn. Nếu không mọi người sẽ cảm thấy khó chịu. Vương gia, trước đây ta đã không nhận ra ngươi là một quý ông. Đó là, bản vương đọc sách và thơ từ khi còn nhỏ. Đừng giả vờ là một con sói đội lốt cừu, ai cũng biết ngươi đã làm gì. Mua cận thần để mưu quyền đoạt vị. Nếu đại xuyên rơi vào tay ngươi, nó thực sự sẽ kết thúc. Mọi người đều biết ngươi và người khiết đan thông đồng, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì họ sợ ngươi. Nhưng bây giờ ta sẽ đánh ngươi bằng bài thế dục buổi sáng trên đài phát thanh. Sao mày dám đánh tao? Tiểu quý tử, ngươi đã xúc phạm hoàng gia một cách trắng trợn, đừng đi quá xa. Cầu hoàng đế này vẫn muốn giết ta. Để ngươi nhìn thấy khả năng thực sự của ta, không tin ngươi còn dám giết ta. Tiểu quý tử, việc ngươi nói dối về tình hình quân sự và trốn khỏi đại lao là phạm trọng tội. Nhưng nể tình ngươi đã có những công lao trước đó. Xét công lao của ngươi, vậy nên ngươi vẫn là thái giám tam phẩm bên cạnh hoàng hậu. Ngươi có phục không? Thần, phục rồi. Được rồi. Bãi triều. Chấm. Hơi mệt rồi. Bệ hạ. Lý Vương gia không ngờ ta sẽ quay lại phải không? Dám nhận vơ chiến tích quân sự của ta. Tin hay không, ta sẽ giết người. Cậu thái giám, để xem ngươi có thể kiêu ngạo được bao lâu. Bản vương chắc chắn sẽ xé ngươi ra từng mảnh. Bệ hạ, sự việc tiểu quý tử trốn ra ngoài đã được phát hiện. Ai làm? Là Cố thừa tướng cử người cứu hắn ra. Ngoài ra, công chúa Lý Thanh Lê cũng giúp hắn. Cố thừa tướng, những người này coi thường trẫm không có con, bắt nạt trẫm thế sao? Để ý đến chúng, tìm cơ hội bắt tất cả. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Tiểu quý tử, cuối cùng ngươi đã trở về. Ta cứ nghĩ rằng ngươi đã chết rồi. Làm sao ta có thể chết dễ dàng như vậy? Hoàng hậu, ngươi đang nhớ ta à? Tiểu quý tử, trong thời gian ngươi vắng mặt, lâu lắm rồi mới có người mát xa cho bổn cung. Tiểu quý tử, tiến lên chút nữa. Ta không ngờ Cố Vạn Như lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Ta đến đây. Thứ vô dụng. Tốt nhất là đừng để bị Cố Vạn Như bắt được. Không thì tất cả chúng ta đều phải chết. Nương nương, nô tài sẽ không bao giờ phản bội. Ngươi nói rằng tiểu quý tử đang ở trong phòng của hoàng hậu. Không sai, sau khi tiểu quý tử rời triều, vội vã đến tẩm cung của hoàng hậu. Tốt. Hãy cùng bổn cung tới gặp hoàng đế, mời hoàng đế tới đó. Cố Vạn Như lăng nhăng rối loạn hậu cung, từ giờ trở đi, bổn cung sẽ là hoàng hậu của Đại Xuyên. Cố Vạn Như, con khốn này, sao ngươi dám? Vì sao Tạo Phi lại có thời gian tới Trường Xuân Cung? Tình cờ là tiểu quý tử có được dưa hấu ướp đá. Ăn vào mùa hè, giải nhiệt mùa hè rất tốt. Ngươi có muốn cùng nhau nếm thử không?
Xin mời quý phi nương nương. Tiểu quý tử, ta đã đánh giá thấp ngươi. Đi. Tiểu quý tử, hắn ta thực sự đã cũng lão già cố thừa tướng đó, đối phó với bản vương, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta phải cắt bỏ tận gốc vương chúng ra, sớm hơn. Tiểu quý tử rất xảo quyệt khi không chơi bài theo lẽ thường, sợ rằng đây là mối họa. Giờ chúng ta sẽ làm gì? Ngoại trừ con chó già cố thừa tướng và thái giám tiểu quý tử đó, không có ai khác trong đảng cầm quyền và đảng đối lập dám đối đầu với ta. Vương gia nói phải. Vì hắn ta không thể kế thừa ngai vàng một cách chính đáng, vậy thì ta phải lấy nó. Ngươi là do Tạ Phi phái tới phải không? Hoàng hậu, anh là tiểu quý tử của em mà. Ta hy vọng ngươi nói sự thật. Dù thế nào đi nữa, ngay cả khi hoàng đế có khả năng của một nam nhân, ta đã là của ngươi rồi. Không muốn ngươi nói dối ta. Sở dĩ ta vào cung là vì Tạ Phi. Nhưng đừng lo lắng, sau này ta sẽ tìm cách thoát khỏi Tạ Phi. Thoát khỏi cô ta, trong khi ngươi là tiểu thái giám, ngươi thoát thế nào? Nếu Tạ Quý Phi và Lý Ngọc Vương mưu phản thì sao? Ngươi nói gì? Vương gia, ngài đang nói đến có phải là tạo phản không? Từ xa xưa, vô động bất trượng phu, kể từ Lý Huyền tạo phản, đã cướp ngai vàng từ cháu trai của mình, tại sao ta không thể chiếm lấy ngai vàng? Quý vị đang xem, ta chỉ đang cố gắng lấy lại vinh quang hoàng gia đáng ra là của ta. Có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Tiểu quý tử, các video mới nhất. Làm ta sợ muốn chết, ta tưởng ngươi bị hoàng đế giết chết. Làm sao ta có thể chết dễ dàng như vậy? Lý vương gia đó thông đồng với người khiết đan. Hoàng đế không sẵn lòng giết ta. Nhiều lần có người đến giải cứu. Chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiểu quý tử, ngươi ngày càng to gan. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến hoàng huynh. Tiểu quý tử, ngươi thực sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Hoàng đế bất lực, muốn giết ta sớm, tại sao phải tự làm? Những người cổ đại này mở miệng ra là giết và giết, còn suốt ngày bắt quỳ. Hoàng huynh, hắn vừa có công lớn, tại sao lại giết hắn? Đáng lẽ phải thưởng cho hắn. Một tên cầu đô tài như hắn, chẳng muốn giết bao nhiêu tùy thích. Hôm nay chẳng chỉ muốn mạng chó của hắn. Hoàng huynh, không thể giết người vô tội bừa bãi được. Nếu huynh giết hắn, hãy giết ta trước. Tất cả các người đều không nghe lời chấm. Chấm sẽ cho người tại nguyện. Chấm giết người trước. Bệ hạ, thần có cách để người có người thừa kế. May mắn thay, giờ ta chưa thể chiến đấu với Lý Huyền. Chọn cách đánh lừa hắn trước. Biết căn bệnh bí mật của chấm. Người chán sống à? Bệ hạ, sao phải chú ý tới chi tiết nhỏ đó? Phục hồi bản lĩnh đàn ông mới là quan trọng. Vài ngày trước, khi thần đang đi mua sắm bên ngoài, tìm thấy một loại thảo mộc. Thứ này có thể khiến bản lĩnh đàn ông sống lại. Thật chứ? Hoàn toàn là thật. Thần không dám nói dối người. Loại thảo mộc này được gọi là dốc kết một ngày. Thần có thể có năng lực đó ngay cả khi thần là thái giám. Ai bảo ngươi là tên vô dụng, ta phải sống đã. Được. Vậy thì chấm sẽ cho ngươi 3 ngày. Nếu ngươi không thể làm được, chấm sẽ nhờ ai đó cắt ngươi thành từng mảnh. Cảm ơn bệ hạ. Tiểu quý tử, thứ đó thật sự có tác dụng thần kỳ như vậy sao? Lão bà, muốn thử không? Vương gia, không tốt rồi. Có gì mà hoảng loạn như vậy? Thuộc hạ nghe được. Tiểu quý tử, tìm ra thuốc Lý Huyền phục hồi khả năng sinh sản. Chỉ sợ là ngai vàng này có người thừa kế. Lại là tiểu quý tử nữa. Ngay cả khi Lý Huyền lấy lại được khả năng của mình thì sao? Hắn cũng chỉ là phế vật. Thông báo cho tất cả con cháu. Trong vòng nửa tháng ta sẽ khiến Lý Huyền thoái vị. Tham kiến bệ hạ. Đứng lên. Người đã chuẩn bị đến đâu rồi? Thần chúc bệ hạ mọi điều tốt đẹp nhất. Chỉ đợi sứ thần Hung Đô tới kinh thành. Chúng ta sẽ có rất nhiều nguyên liệu thô. Thần có thể làm dốc kết một ngày cho bệ hạ. Tốt. Tốt lắm. Khi chấm có người thừa kế rồi, chấm sẽ phong ngươi làm người đỡ đầu. Cảm ơn bệ hạ. Bệ hạ. Này, tiểu quý tử không phải là người ngoài đâu. Nói đi, bệ hạ. Hay là nô tài rời đi trước. Tiểu quý tử, ở lại. Từ nay về sau không cần phải né tránh những chuyện này. Vâng bệ hạ, âm mưu của Bạch Tướng Quân và Lý Vương Gia đã rõ ràng. 3 ngày sau, sẽ tiếp sứ thần Hùng Đô. Và lúc 3 giờ chiều. Muốn chết sao? Tiểu quý tử,
chờ đợi cái chết của Bạch tướng quân. Ngươi sẽ là tướng quân đại xuyên của ta. Thế nào? Cảm ơn bệ hạ. Tiểu quý tử, ngươi nói xem, mục đích trói buộc ngươi ở đây tối nay là gì? Nương nương, không thể đối với ta tốt chút sao? Nếu ngươi nhất quyết trói buộc ta, ta không sẵn lòng. Đừng nói nhảm nữa, bây giờ đôi cánh cứng rồi. Không còn nghe ta nói, đã hoàn toàn quên mất nhiệm vụ ta giao cho ngươi. Ngươi còn giết cả người của ta. Nương nương, hắn đã giết ta trước. Xin nương nương hãy tha thứ cho ta. Trong 3 ngày, nếu ngươi không bóc zin được Cố Vạn Như, quý vị đang xem trên kênh YouTube, ta sẽ tiết lộ ra ngoài ngươi là một nam nhân. Những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Bây giờ, ta thưởng cho ngươi. Nếu được ta sẽ nhạo nạn ngươi, cho ngươi biết đàn ông muốn gì. Tiểu quý tử, ta biết ngươi nóng lòng muốn được nhạo nạn. Nhưng ta không cho ngươi thành công. Chỉ cho ngươi nhìn, nhưng không thể ăn. Nương nương. Nương nương. Ta sắp bùng nổ rồi. Bùng nổ. Thật là một mô tả kỳ lạ. Tiểu quý tử, ngươi muốn nhạo nạn ta thế nào? Đại nhân, mọi thứ ngài muốn đều ở đây. Ta thấy nhiều người người xếp hàng dài để mua những thứ này. Thứ này kéo dài bao lâu? Đủ cho hai người chơi trốn tìm, từ phòng ngủ ra phòng khách, đến nhà tắm. Được lắm, sứ thần đại nhân. Hẹn gặp ở buổi tiệc. Được, đại nhân. Ta sẽ cho ngươi một bất ngờ trong bữa tiệc. Bệ hạ. Dốc kết một ngày đã có. Tốt lắm. Nếu đây thực sự là loại thần dược mà ngươi nói, chấm sẽ ban thưởng lớn. Dĩ nhiên là không. Làm thế nào ta có thể? Cẩu vương, nếu ta thật sự đưa cho ngươi, Cố Vạn Như và Tạ Phi đều là của ngươi. Bệ hạ, lô thuốc này tương đối mới lạ và linh tinh. Tại sao người không để thần tinh trình lại nó? Sau đó tìm người để kiểm tra, rồi để bệ hạ dùng sau. Tốt. Tốt lắm. Bay đầu. Thường tiểu quý tử ngàn lạng vàng. Ngày mai, người sẽ cùng chấm đi gặp sứ thần hung đồ đó. Ai đó? Quý công công, bổn cung đã đợi người ở đây rất lâu rồi. Quý phi nương nương, ngươi đang làm gì thế? Ngươi lại đây, có biết ta sẽ làm gì nếu ngươi đến không? Ngươi đã chiếm được trái tim ta rồi. Thời gian này, ta muốn cảm ơn. Ngươi giải thoát ta khỏi sự trói buộc của tên khốn đó. Cuối cùng ta cũng có thể công khai ở bên ngươi. Quý công công, chúng ta hãy thư giãn đi nào. Được rồi, nương nương, ta đến đây. Mẫu thân, tiểu quý tử và đồng bọn làm nhục hoàng gia. Thật đáng chết. Họ còn nói rằng sẽ ban cho tiểu quý tử công lao lớn. Quá hỗn xược. Hắn dám làm nhục hoàng gia. Không quan tâm đến ai ra sao. Thanh Lê, cầm lệnh bài của ai ra trừng phạt tiểu quý tử một cách nghiêm khắc. Ai ra muốn tự mình đến gặp hoàng đế nghe lời giải thích. Trừng phạt nghiêm khắc. Tiểu quý tử, từ lần trước hắn đã tích trữ lâu ngày. Quý vị, tại sao ta không bất khổ hắn? Kịch ngắn review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, thân, hãy ủng hộ tiểu quý tử nghe chỉ. Like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Tiểu quý tử, cuối cùng ngươi cũng đã quỳ xuống trước bổn công chúa. Gần đây, nàng ngày càng trở nên can đảm hơn. Này, ta có thêm can đảm. Ngươi muốn thấy bổn công chúa mặc màu gì bên trong không? Chấm thực sự không để tiểu quý tử làm nhục Lý Vương. Mọi thứ đều là ý tưởng riêng của tiểu quý tử. Ý ngươi là tiểu quý tử đã tự mình đưa ra quyết định. Không sai.
đứng lên rồi nói tiếp. Tiểu quý tử, vì ngươi biết bí mật chuyện đó của ta. Thật đáng chết, nhưng ta chưa thể giết ngươi. Được. Bởi vì cầu nô tài này rất không vâng lời. Giữ hắn ta có ích gì? Ai ra lệnh cho ngươi giết hắn ta ngay lập tức? Nhưng mẫu hậu, tiểu quý tử là người có công lớn. Im đi, ý ngươi là đại xuyên ta. Thiếu một tiểu thái giám sao? Ngươi cứ để hắn trèo lên đầu mình sao? Mẫu hậu yên tâm, tiểu tử này rất có ích cho trẫm. Đợi đến khi hắn giúp trẫm thoát khỏi hung đô, tất nhiên là trẫm sẽ giết hắn. Tiểu quý tử, ngươi muốn ta phục vụ như thế nào? Hãy cởi trói cho ta, ta sẽ phục vụ nàng thật tốt. Tiểu yêu tinh, đến lượt ta tra tấn nàng. Làm vậy là sao? Nàng không thể chỉ cất cánh mà không hạ cánh. Các vị, chào mừng sứ thần hung đô từ xa đến đại xuyên ta. Mọi người nâng ly, chúc cho đại xuyên ta mãi mãi là bạn với hung đô. Bệ hạ, ta đã nghe điều đó 10 năm rồi. Bệ hạ chỉ quan tâm tìm người thừa kế, lơ là việc nước. Phải hơn 10 năm mới diệt được Khiết Đan. Thật là mất mặt. Người có ý gì khi nói đến nỗi xấu hổ quốc gia? Sao người dám nói vậy? Quỳ xuống. Ý nghĩa là gì ư? Phụ hoàng ta có món quà là ngựa chiến thảo nguyên. Ta đã tặng cho Lý Ngọc Vương. Bản vương là Lý Ngọc Vương, hỗn xược, Lý Vương gia. Khi nào lại đến lượt vương gia nhận quà tặng của sứ thần? Ồ, vậy, cố thừa tướng nghĩ, giang sơn rộng lớn này, còn ai có đủ tư cách để nhận món quà này hơn bản vương? Dù sao cũng không phải là ngươi, ta nghĩ tiểu quý tử đủ tư cách hơn ngươi. Ngươi cho rằng bệ hạ không bằng thái giám sao? Ngươi! Bệ hạ còn có hoàng hậu và tạ phi, và cả hai đều có tâm thánh thiện. Làm sao có thể kết luận bệ hạ vô năng chuyện này? Nếu ta để hoàng hậu và tạ phi đều tình nguyện ở bên ta, không phải con trai ta là hoàng tử sao? Ta là hoàng đế. Đủ rồi, hôm nay là quốc kiến chào đón sứ thần hùng đô. Bản vương nghĩ rằng hôm nay đã đến lúc nói về chuyện đó. Ai sẽ thừa kế ngai vàng sau khi bệ hạ chết? Không có ai. Đương nhiên không có hoàng tử. Chẳng phải giang sơn rộng lớn này không được thừa kế sao? Theo ta, trên đời này chỉ có bản vương ta mới đủ tư cách kế thừa. Im đi, trẫm còn chưa chết. Đây là suy nghĩ của mọi người. Tất cả thần dân và binh lính đều nghĩ như vậy. Không sai, bệ hạ. Thần nghĩ tốt hơn hết là người nên phong Lý Vương gia làm hoàng đế. Chỉ có vương gia mới có thể kế thừa ngai vàng. Các người muốn tạo phản sao, hả? Bệ hạ, kế vị ngai vàng là chuyện quan trọng của quốc gia. Làm sao người có thể do dự? Nếu không kẻ thù sẽ tấn công. Đến lúc đó, hậu của khôn lường. Đội quân 500.000 người của ta đang ở biên giới giữa hai nước. Từ 100.000 đạn nhân hạn hán ở Tây Bắc. Việc này nếu không được giải quyết tốt, sẽ gây bất ổn chính trị. Đội quân hung đô của ta đang theo xu hướng. Lúc đó mọi chuyện sẽ không kết thúc tốt đẹp. Bệ hạ, các đại thần hôm nay đến đây để khẩn cầu bệ hạ. Để Lý Vương gia làm quân chủ. Phản rồi. Phản thật rồi. Mưu phản rồi, ai cho ngươi vào? Ngươi tới để ép cung sao, hả? Vậy thì sao? Vậy thì sao? Lý Huyền, ta khuyên ngươi nên quen với điều này. Nhanh lên và trao ngai vàng cho ta. Lý Vương gia, đừng vui quá. Bệ hạ, thần có cách giải quyết tình hình nạn nhân thiên tai Tây Bắc. Chúng ta nhất định sẽ không để bọn quan lại phản loạn này thành công. Người có cách gì? Tiểu quý tử, nếu ngươi giúp chấm giải quyết cuộc khủng hoảng này. Ngươi thích Lý Thanh Lê phải không? Ngay cả khi ngươi là một thái giám, chấm cũng hứa hôn công chúa cho ngươi. Xin bệ hạ hãy yên tâm. Thần rất tự tin. Lý Huyền, ta khuyên ngươi, hôm nay hãy trao ngai vàng cho ta. Nếu ta không thoái vị, thì ngươi định thế nào? Việc thoái vị không phụ thuộc vào ngươi.
Ngươi phải hỏi trong ngoài nước họ có đồng ý không? Dám chóa! Các người dám tự nhận mình là thần dân của đất nước, nhưng lại là một lũ trộm. Lý Huyền, huynh đệ chúng ta cùng mang một dòng máu. Máu trong cơ thể ta giống như của ngươi. Nếu ngươi không thoái vị, thì chịu chết đi. Toàn quân nghe lệnh. Kéo ta kẻ phản bội Lý Huyền ra khỏi ngai vàng. Ta xem ai dám. Các ngươi đều là người dân đại xuyên của ta. Được hoàng đế ân sủng. Dám chạm vào trẫm. Ngươi không sợ bị cừu tộc trừng phạt sao? Lý Huyền, ngươi vẫn nghĩ mình sẽ còn làm hoàng đế sao? Tiểu quý tử. Tiểu quý tử. Bệ hạ, ngay cả tên thái giám do chính tay ngươi nuôi dưỡng cũng đã rời đi. Ngươi nghĩ mình vẫn ổn sao? Ta xem ai dám. Cố thừa tướng. Nếu ngươi hứa sẽ sát cánh cùng ta bây giờ, ta đảm bảo gia đình ngươi an toàn, được thăng chức và hưởng vinh hoa phú quý. Ngược lại, thì chịu chết đi. Im miệng. Lý Ngọc Vương, ngươi không sợ miệng lưỡi thiên hạ sao? Bay đầu. Mạnh dạn tiêu diệt Lý Huyền và cố thừa tướng. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Thần vừa đi tiểu về, vừa làm vài cốc bia, hơi bót. Vương gia, Bạch tướng quân, ta sẽ không thay chủ ý của mình. Này vào đi. Thần đến cứu giá muộn. Xin bệ hạ thứ tội. Vô tội. Bắt những kẻ phản bội này. Trói chúng lại. Vâng. Xin vâng lời bệ hạ. Kéo ra. Băm nhỏ. Bệ hạ, ngươi quên mất tình hình ở biên giới Tây Bắc sao? Và 500.000 quân Hung Nô, ngươi làm gì để ngăn chặn chúng mà không có ta? Ngươi nói điều này. Ta vẫn còn có tiểu quý tử. Tiểu quý tử có thể kiểm soát quân đội Tây Nam sao? Lý Huyền, nói cho ngươi sự thật, nếu ngươi giết ta, quân Tây Nam và quân Hung Nô sẽ hành quân ngay lập tức. Lúc đó thì đợi chết đi. Lý Ngọc Vương, ngươi đừng tự sướng nữa. Nhìn vào mình xem, người như ngươi không xứng ngồi trên ngai vàng. Thì sao? Mọi người, hãy kéo hoàng đế Lý Huyền xuống cho ta. Đất nước là của chúng ta. Ngai vàng là của ta. Ngươi là một kẻ độc ác như vậy, xứng đáng với ngai vàng sao? Đi chết đi. Lý Huyền, đội quân Hung Nô 500.000 người của ta đang ở biên giới. Nếu ngươi không cúi đầu, ta dẫn quân đột phá kinh đô và dẫm lên cung điện của ngươi. Có muốn thử hay không? Quân đội của ta có tiếng nói cuối cùng. Lý Huyền, để bản vương lên ngôi. Bản vương đảm bảo sẽ giải quyết êm đẹp mọi việc. Ngươi chỉ cần nhường ngôi. Ngươi đang đe dọa trẫm. Ta không có dọa một vị vua ngu ngốc. Không có ta, đại xuyên sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại bởi bàn tay của ngươi. Vương gia, đừng thái quá thế. Ngươi có ý gì? Vương gia, ngươi tưởng ta không biết à? Việc cưỡng bức cướp lương thực ở Tây Bắc của ngươi sẽ gây ra một cuộc bạo ngươi loạn. Ngươi còn biết gì? Lẽ nào ngươi có thể thay đổi chuyện này sao? 1 triệu cân ngũ cốc đó. Ngươi không biết thiên văn học từ trên xuống và địa lý từ dưới lên sao? Xem ra có vẻ là vậy. Vậy ta sẽ hỏi ngươi, số ngô này đủ cho bao người? Không đủ cho một bữa ăn. Ta kể cho ngươi nghe về hạt ngô này. Năng suất sản lượng rất cao, đến 20 bao một mẫu. Ngươi nói gì? Dù có tăng được 100 thì cũng đã quá muộn rồi. Ngươi nghĩ sao về việc người xưa chơi đùa với ta? Khi ta biết ngươi đi cướp đồ ăn, ta đã cho trăm thái giám rời cung, dạy cho nông dân ở Tây Bắc cách trồng lương thực. Bây giờ chắc là có một vụ bội thu. Tốt lắm tiểu quý tử. Bảo sao thời gian qua ta không thấy người đâu, thì ra làm việc này. Tốt tiểu quý tử. Ngươi lại lập một công lao lớn cho trẫm. Vậy thì sao? Ngươi có thể ngăn chặn đội quân của Hung Đô sao? Ngươi không thể di chuyển một người lính ở biên giới Tây Bắc mà không có ta. Đội quân Hung Đô là bất khả chiến bại. Người đại xuyên hãy quỳ xuống và đầu hàng, đừng để ta phải dẫn quân đột phá vào kinh. Lý Ngọc Vương, chúng ta đánh cược một lần nhé. Đánh cược gì? Nếu ta có thể tiêu diệt đội quân 500.000. Ngươi bàn giao binh phù ở biên giới Tây Bắc. Được. Nhưng nếu ngươi không thể giết, để Lý Huyền thoái vị, ngươi có dám cực không? Quý tiểu quý tử, ngươi có chắc chắn không? Thần, chắc chắn. Nếu thấy hay, hãy xin bệ hạ hãy yên tâm, sẽ sớm có báo cáo tin tức quân sự truyền về. Tốt. Chấm cược với ngươi. Tiểu quý tử, lần này chấm trông cậy vào ngươi. Lý Huyền, ngươi điên à?
tin một tiểu thái giám tiêu diệt được 500.000 quân của ta. Lý Huyền, người bối rối thật rồi. Có vẻ như kể từ khi người không có khả năng có con, người cũng bất não luôn rồi. Báo, tiểu quý tử dẫn quân đại thắng đột phá 500.000 quân, tất cả đều bị 3.000 kỵ binh quân ta tiêu diệt. Hoàn toàn không thể, tiểu quý tử, lúc này ngươi còn muốn giả hổ. Hai người đừng diễn ở đây. 500.000 quân của ta đang ở biên giới. Để chúng ta đi. Ngoan ngoãn nhường ngôi. Lý Huyền, chỉ cần ngươi từ bỏ ngai vàng, bản vương có thể ban cho ngươi một cuộc đời vinh hoa phú quý, sống như vua chúa. Kẻ phản bội đều là những kẻ phản bội. Chấm sẽ không bao giờ từ bỏ ngai vàng dù thế nào đi nữa. Lý Ngọc Vương, ngươi đã cấu kết với kẻ thù nước ngoài để tranh giành ngai vàng. Mọi người trên khắp thế giới sẽ luôn nhớ đến ngươi. Ngươi sẽ bị kỳ thị mãi mãi. Tiểu quý tử, thái giám ngươi phải bị băm thành từng mảnh. Quân Đại Xuyên không thể đánh bại 500.000 quân của ta. Được rồi, đưa Ngọc Ấn cho ta. Hãy mở to mắt ra và để ta nhìn rõ hơn. Đây là gì? Đại Vương. Đại Vương, ngươi đã làm gì? Ồ, đó là người có bộ râu lớn. Người của ta đã hạ ngục hắn, treo đầu trên cổng thành. Ồ, nhân tiện, ta quên nói với các người, người Tây Tạng. Những kẻ xâm chiếm ta sẽ bị trừng phạt ngay cả khi họ ở rất xa. Bọn sao quyết này lừa dối hung đô chúng ta. Ta chiến đấu với người. Không thể đánh bại chiến trường. Tấn công lén lút, bay đầu. Kéo sứ thần hung đô ra và chặt xác chúng. Không thể nào. Bệ hạ, Lý Vương gia mưu phản, xin bệ hạ các chủ trì. Các người còn làm gì vậy? Ngũ mã phanh thây. Bệ hạ, ngai vàng của Đại Xuyên chỉ có thể được truyền lại cho ta, chỉ có ta mới có thể thừa kế. Khả năng quyết thể của hoàng đế đã được phục hồi. Vẫn ở đây ngông cuồng, tiểu quý tử, đều là do thái giám ngươi, lẽ ra bản vương phải giết ngươi. Đưa kẻ phản bội này đi. Cắt tay chân hắn, dừng tay. Lý Huyền, ngươi định trở thành tội nhân của Đại Xuyên sao? Tất cả các người lui đi. Ai ra có chuyện muốn nói với hoàng đế? Tiểu quý tử, ngươi sẽ không giết được ta. Đợi bản vương lên ngôi. Ngươi là người đầu tiên bản vương sẽ giết. Vương gia, đừng nói vớ vẩn với tên thái giám này nữa. Khi thời điểm đến, hãy giết nó. Ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Tiểu quý tử, vẫn còn cứng miệng. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn về nhà, dựa cổ rồi đợi bản vương chặt đầu. Ngươi đâu? Trói hai người họ lại cho ta. Vâng. Tiểu quý tử, đồ thái giám chết tiệt, vẫn muốn âm thầm giết bản vương. Ngươi chỉ là cầu đô tài thôi, mau thả bản vương ra. Ngươi mơ đi. Kéo Lý Vương ra đi cho ta, buông ta ra. Đợi bản vương lên ngôi, ta phải tru di cửu tộc nhà ngươi, giết cả gia đình ngươi. Có khả năng sao? Các anh em đã nghe hết chưa? Khi Lý Vương ra lên ngôi, chúng ta sẽ không có trái ngon để ăn. Tiểu quý tử, ngươi có ý gì? Đơn giản lắm. Kéo hắn ta xuống và giết hắn đi. Cầu đỗ tài, ngươi dám giết ta thật sao? Tiểu quý tử có ý định nổi loạn. Đưa ngay vào ngục tối để chờ xử tội. Bất công quá, bất công quá. Thả ta ra. Ồn ào cái gì? Đây là nhà tù của Đại Xuyên. Là nơi giam giữ các tử tù. Không phải chợ rau. Câm miệng lại ngay. Xong rồi, ta thực sự sẽ chết ở đây. Này này, ta, vì hoàng đế, đã chặt đầu tên quan phản bội đó. Cầu hoàng đế ở đâu? Ngươi ra đây cho ta. Nếu ta ra ngoài, ta sẽ giành lấy ngai vàng từ ngươi. Sau đó hét lên, ta sẽ dùng đao cắt cổ ngươi. Giết ngươi. Xong rồi. Lão thiên ơi, ta thực sự sẽ chết ở đây. Những ngày khó khăn, ta đã giúp hắn giải quyết một rắc rối lớn như vậy. Rất nhanh hắn nổi giận với ta. Thằng khốn, nếu có cơ hội, ta ra được ngoài. Ta không chỉ lấy ngai vàng. Ta sẽ quẹt thẻ cả hậu cung ngươi trước mặt ngươi. Này này, ngươi đang làm gì vậy? Này, này, ta có võ đó, đừng lại gần đây. Ngươi thả ta ra thì sao? Đại ca, chúng ta không thù, không oán, hãy sống trong hòa bình. Ta đã góp công lớn cho Đại Xuyên. Ta đã cứu được rất nhiều người dân. Ta đã lập công lớn đó. Tiểu quý tử, ngươi ổn chứ? Cố thừa tướng, ngài đến cứu ta.
Vi thần xin điện hạ thứ tội vì đã đến muộn. Này, thừa tướng. Cảm ơn ngươi rất nhiều vì đã đến cứu ta. Ta là một tiểu thái giám. Ngươi có nhầm không? Ta không phải là điện hạ gì cả. Điện hạ. Mẹ của ngươi là vợ lẽ của cố hoàng đế. Nhưng biến mất một cách bí ẩn. Chính tiên hoàng đã phái người ra ngoài để bảo vệ ngươi. Nếu không tin, hãy nhìn vào mặt dây chuyền ngọc bích đi. Thì ra ta là hoàng tử. Đúng vậy, ngày hôm nay thật tàn khốc. Chỉ có điện hạ mới có thể cứu đất nước. Đợi tí. Có nhầm không? Ngươi đang đùa ta à? Không có vấn đề gì chứ. Đây có phải là tạo phản không? Hoàng đế vô nhân đạo. Cư xử như cầu hoàng đế. Điện hạ đã tiêu diệt kẻ phản bội. Nhưng cuối cùng lại như thế này. Một người quân tử gặp một triều đình như vậy, người và ta có cần phải trung thành không? Người có thể nghĩ về nó một lần nữa. Nếu không thành công, cuộc đời ta sẽ đi tòng. Điện hạ, người không giết Lý Huyền, Lý Huyền sẽ giết người. Hắn sẽ không thể giết ta, ta đã làm rất nhiều điều cho hắn. Làm sao hắn có thể giết ân nhân là ta? Đây là đợt sát thủ đầu tiên. Sẽ có những kẻ giết người trong tương lai cho đến khi họ giết được người. Điện hạ, chỉ có người mới có thể cứu được Đại Xuyên. Lão già này dám uy hiếp ta. Quên đi, vì Lý Huyền sẽ giết ta, vậy thì ta sẽ giết hắn trước. Điện hạ, ngài nên suy nghĩ lại. Không có thế lực trong triều đình Đại Xuyên. Ta sợ rằng mình sẽ bị những người này giết chết nếu trở thành hoàng đế. Sống như bây giờ vẫn tốt hơn. Chúc quý vị có những phút này, giây thư giãn. Nói hay lắm. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và ta sẽ suy nghĩ thêm. Điện hạ, không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Ta tin rằng sẽ không mất nhiều thời gian. Người dân Đại Xuyên và đại thần sẽ chào đón người. Lên ngôi hoàng đế. Ta không thể, ta không thể. Điện hạ, vấn đề này liên quan đến hàng triệu người. Ngài không được từ chối. Có người cước mục rồi. Điện hạ, không nên ở đây lâu. Xin hãy đi đi, ta giữ Trần Lý Huyền, ta sẽ giúp người lên ngôi. Thưa tướng, đa tạ. Mẫu hậu, người có thể ban cho con tiểu quý tử được không? Trong cung có rất nhiều thái giám, muốn chọn gì cũng được, hắn không thể. Hắn phải chết. Mẫu hậu, tiểu quý tử đến cùng là mắc phải tội gì? Tại sao hoàng đế lại bỏ tù? Chẳng lẽ có người sợ hắn sẽ không tốt sao? Không ai chống lại hắn ta. Chính ca ca của ngươi là người phải giết hắn ta. Lý Vương gia đã bị trừng phạt, không cần thiết phải giữ lại hắn. Mẫu hậu, tiểu quý tử có thể coi là một nhân tài. Người nghĩ xem, đây không phải là qua sông phá cầu sao? Đó là bởi vì hắn đã lập nhiều công. Vì thế hắn là một mối nguy đối với Đại Xuyên của ca ca con. Thái hậu, triều đình Đại Xuyên khổng lồ, làm sao có thể không có chỗ cho thái giám? Cứ đưa hắn cho con và để hắn chơi với con. Ai ra nói rồi? Mạng sống của hắn ta là mối đe dọa đối với cả ca con. Hắn chết, nai vàng của ca ca con mới có thể được thực hiện một cách an toàn. Người muốn giết một vị tướng có công. Người không sợ đám thái giám và cung nữ ở Đông Cung và những sứ giả của tất cả các quốc gia. Sẽ nghĩ gì về hoàng gia chúng ta? Đó chỉ là một thái giám. Sao lại sợ làm hoàng đế? Câm miệng. Đây là một bài kiểm tra cho Lý Huyền. Thái giám đó chết nếu hắn không ngồi vững nai vàng. Vậy thì hắn ta không có khả năng ngồi ở vị trí nai vàng này. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mẫu hậu, đầu con choáng váng quá. Mau đứng dậy nào. Chắc chắn là thái giám tiểu quý tử đang muốn lấy lòng người. Có chuyện gì vậy? Mẫu hậu, tiểu quý tử là một người đàn ông tốt. Hắn đối xử tốt với tất cả mọi người. Chỉ cần nói chuyện với hoàng huynh, hãy tha mạng cho hắn. Đủ rồi. Lệnh đã ban xuống. Không thể rút lại được nữa. Hãy nhìn xem toàn bộ cung điện bây giờ trông như thế nào. Hắn phải chết. Người, bị chậm lâu chưa? Ta đang mang thai. Tiểu quý tử, thật tuyệt vời. Ta có thể cứu ngươi bây giờ. Hỗn xược, công chúa Đại Xuyên đàng hoàng lại có thai trước khi kết hôn. Mặt mũi hoàng gia để đâu? Nói. Rốt cuộc là với ai? Con trai đại thần nào? Lẽ nào là một hoàng tử nước ngoài nào đó? Mẫu hậu, đừng hỏi nữa. Dù sao thì con cũng đang mang thai một đứa con rồng. Không xấu hổ còn dám tự hào.
tất cả các người thực sự là làm phản rồi. Mẫu hậu, con của con đương nhiên là cháu của mẫu hậu rồi. Về việc bố đứa bé là ai, không quan trọng. Công chúa đại xuyên của ta đã có thai trước khi kết hôn. Nếu chuyện này lọt ra ngoài, bộ mặt của toàn hoàng gia ở đại xuyên của chúng ta ở đâu? Tại sao ngươi không cho biết sản phẩm này là của ai? Mẫu hậu, con khao khát một cuộc hôn nhân tự do và tự mình quyết định. Không hối hận. Phản rồi, phản thật rồi. Chắc hẳn là hồn ma của tiểu quý tử đó. Ai dai thật sự hối hận vì đã không xử tử hắn ngay lập tức. Mẫu hậu, người và hoàng đế quá cứng nhắc. Chỉ nghĩ về ngai vàng, người không thể nghĩ đến điều đó cho người dân đại xuyên sao? Câm miệng. Từ giờ trở đi, ngươi trở về phủ, đóng cửa sám hối. Sao mẫu hậu có thể đối xử với con như vậy? Ngươi là công chúa của đại xuyên. Chỉ có thể nghe theo ai ra an bài. Nếu ngươi không nói ra sản phẩm này là của ai, ai ra sẽ giết tất cả người những đàn ông xung quanh ngươi, kể cả tiểu quý tử. Mẫu hậu, sao có thể hống hách đến thế? Cho dù ngươi có làm loạn ở bên ngoài thế nào, ai ra có thể mắt nhắm, mắt mở cho qua. Nhưng không có chỗ để mặc cả với ai ra. Bay đầu. Đưa công chúa về phủ. Không có lệnh. Không được rời khỏi phủ. Phế vật. Một lũ phế vật. Rất nhiều lính canh. Vậy mà để cậu thái giám tiểu quý tử đang bị giam trong ngục chạy thoát. Tất cả các ngươi đều là một lũ ngốc sao? Xin bệ hạ tha tội. Giữ lại mạng cho các ngươi có ích gì? Ra ngay lệnh truy nã toàn quốc. Truy bắt tội phạm. Tiểu quý tử sống để thấy người, chết để thấy xác. Dù có đào ba thước xuống đất cũng phải tìm hắn cho ta. Đi. Tất cả các người đi xuống. Xin hoàng hậu phân phó. Không có gì, đi xuống đi. Mọi người đã ra ngoài, mau ra đây đi. Ai có thể ngờ rằng phía sau hoàng hậu lại có người khác. Đáng ghét bàn tay của ngươi. Xít nữa thì chúng nghe thấy. Cởi ra. Chúng có biết thì dám tung tin đồn sao? Thân hình của nàng ngày càng tròn trịa. Đáng ghét. Rất nhiều năm, ta không ngờ rằng mình có thể lấy lại vinh quang. Cuối cùng ta cũng có thể có được một hoàng tử để ổn định ngai vàng. Đừng đùa nữa. Trên đời này làm sao có chuyện thần kỳ như vậy? Người nói với ta điều này bao nhiêu lần mỗi năm? Đừng làm điều đó nữa. Còn khốn, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay chấm sẽ làm cho người hạnh phúc. May mắn thay, ta đã mua chuộc được thái giám cạnh Lý Huyền, nếu không hôm nay ta thật sự sẽ bị bắt gian trên giường. Chỉ là thứ rác rưởi vô dụng của ngươi. Vẫn muốn chạm vào ta. Xem ra hôm nay, ta phải đối mặt với Lý Huyền. Ta không thể để hắn ta chạm vào người phụ nữ của ta được. Ngươi là một nam nhân sao? Ngươi không tốt bằng một thái giám. Vạn Như, hoàng hậu của ta sao lại nói chuyện như vậy? Hà, nếu ngươi là một người chồng tốt, nếu ngươi không để ta phải chịu đựng lâu thế này. Ngươi đừng hạ nhục chính mình nữa. Vì nó không hoạt động, đừng lấy nó ra và biến mình thành kẻ ngốc. Bắt đầu từ hôm nay, chấm sẽ bãi bỏ vị trí hoàng hậu của ngươi. Được rồi, làm rất tốt. Bổn cung thực sự đã chán cảnh quá phụ này rồi. Quý vị đang xem hỗn xược. Kịch ngắn review. Chúc quý vị Vạn Như, sao cô dám nói chuyện với chấm như vậy? Đợi buổi chiều ngày mai và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Chấm sẽ phế ngươi. Vạn Như, Lý Huyền có bắt nạt nàng không? Tên khốn này dám bắt nạt người phụ nữ của ta. Ngày mai ta sẽ vì người đẹp nổi cơn thịnh nộ. Trực tiếp nổi dậy. Vào chiều chiếm đoạt ngai vàng của hắn. Hãy để hắn thoái vị. Đừng bốc đồng. Tiểu quý tử, ta chỉ yêu ngươi thôi. Ta thực sự không muốn ngươi có chuyện gì. Ngươi là nam nhân duy nhất của ta. Dám bắt nạt người phụ nữ của ta, ta sẽ không để hắn yên. Yên tâm đi. Tiểu quý tử, để ta thưởng cho ngươi nhé. Tiểu quý tử là một người đàn ông tốt. Sao ngươi lại để ta một mình? Ta nghe nói tiểu quý tử là con trai của hoàng đế. Ta sợ đại xuyên sắp đổi chủ. Bà già của ta không được thua con khốn Cố Vạn như đó. Đồ tồi tệ. Cứ muốn tranh giành mọi thứ sao? Nhưng trong vấn đề này, ngươi không thể so sánh với bổn cung. Nếu không thì, đến đây, đến tập hợp chúng ta lại với nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chuyên chỉ phế bỏ hoàng hậu, cung điện của trẫm không cần hoàng hậu. Bệ hạ không được. Hoàng hậu nhiều năm như vậy đã cố gắng hết sức để quản lý hậu cung, và khả năng sinh sản của người vừa mới trở lại thì làm sao có thể? Một hoàng hậu thậm chí không thể có con thì còn làm được gì nữa? Xin bệ hạ hãy suy nghĩ kỹ. Bây giờ hãy suy nghĩ kỹ, vì cô ta là con gái của người. Sau đó người có thể vào tù với cô ta và suy ngẫm về điều đó. Người đâu? Cởi đồng phục chính thức của cố thừa tướng cho ta. Ai dám? Lý Huyền, lão phu làm quan qua ba triều đại, nay cả cố hoàng đế. Sao người dám đánh ta? Muốn hỏi tại sao ư? Để ta nói cho người. Nếu không phải vì ngươi vẫn còn có ích, trẫm đã hủy hoại con gái ngươi rồi. Băng đảng phản loạn và trộm cướp của Lý Vương gia giờ đã chết. Ngươi cũng vô dụng. Bay đầu. Bắt hắn lại. Lão phu bị mù. Ta ủng hộ ngươi với tư cách là hoàng đế. Vì ngươi đã ủng hộ, thế thì ngươi ủng hộ đến cùng đi. Cố thừa tướng, trẫm muốn mượn cái đầu của ngươi. Nói với thiên hạ, kẻ nào dám phản bội trẫm sẽ chết. Thật là một vị vua vĩ đại. Xem ra chỗ ngồi của hoàng đế đã đủ. Tiểu quý tử, ngươi còn dám vào đây? Thuốc thực sự không có tác dụng gì cả. Nếu không được là do đồ của ngươi không được, đừng đổi tại thuốc. Ngoài ra, ngươi là vị hoàng đế ngu ngốc và không bất xứng tài. Đáng có còn chút nào. Được lắm. Tất cả bọn quan lại phản loạn đều tụ tập lại phải không? Người đâu, bắt hết chúng lại. Chính pháp tại chỗ, ta xem ai dám. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách tất cả các người đều được ta bồi dưỡng. Người nên biết mình phải đứng ở đâu. Người đã thăng chức. Khi nào người được thăng chức? Lý Huyền, người quên rồi ta sao? Ta nhập ngũ và chiến đấu ở miền Tây Nam. Những người này đã cùng ta sống chết trên chiến trường. Được. Vậy thì sao? Ta là hoàng đế. Ngươi vẫn có thể kiểm soát tất cả các đại thần của ta. Ngươi. Ngươi nào giết được tiểu quý tử, ta sẽ lập tức phong tước, phong hầu cho người đó. Lý Huyền, giết người vô tội một cách bừa bãi đã đánh mất niềm tin của mọi người. Không ai muốn giúp ngươi. Được lắm. Tất cả các ngươi đều tạo phản, phải không? Mọi người đều phản bội trẫm. Trẫm sẽ tự mình làm. Để xem ai trong các người dám xuống tay, hãy xem đối thủ của mình là ai. Lý Huyền, người thoái vị cũng đã muộn rồi. Vì tiên hoàng, ta không cần phải giết người. Trẫm đã giành được ngai vàng này nhờ làm việc chăm chỉ. Không ai có thể lấy nó đi. Nếu không có ta giúp người diệt trừ Khiết Đan và Hùng Nô, người đã bị họ giết. Nhưng người đáp lại lòng tốt của mọi người, người không xứng đáng làm hoàng đế chút nào. Người là bước đệm của ta. Việc ta có xứng đáng làm hoàng đế hay không, không phụ thuộc vào ngươi. Tiểu quý tử, ngươi đáng chết. Đến giờ, ngươi vẫn muốn giết ta. Chết tiệt, mày là đồ con chó à. Ngươi chỉ có thể làm được vậy thôi sao? Vậy thì sao? Ngươi có dám giết trẫm không? Trẫm là hoàng đế của Đại Xuyên. Không ai có thể gánh chịu tội mưu sát. Thực sự kinh tởm. Tên bạo chúa vô tâm. Ta giết ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? Tiểu quý tử, cố thừa tướng, một ngày nào đó ta sẽ giết các ngươi. Ta là hoàng đế của Đại Xuyên. Chết đi. Chết đi. Thức dậy đi, cầu hoàng đế. Ngươi vẫn trong mộng sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi là người duy nhất xứng đáng trở thành hoàng đế sao? Thế giới là của chung. Ngươi nói ta không xứng. Thế thì ngươi xứng sao, đồ thái giám hồi hám? Tất nhiên rồi. Ngài ấy cũng là hoàng tử của tiên hoàng, giống như ngươi. Cái gì? Điều này là không thể. Lão già, sao hai người dám lập nhóm để lừa ta? Ta chỉ làm hết sức mình. Nếu không vì tiên hoàng giao phó, ta không muốn làm đô tài của ngươi. Hắn là một thái giám. Hắn vẫn là một thái giám. Ít nhất ta vẫn là một người đàn ông, hắn thậm chí không phải đàn ông. Mắt nào ngươi thấy ta không phải đàn ông? Ngươi nói gì? Ta không nói với người ta là thái giám.
Người có thể nhắc lại không? Ta là một người đàn ông. Trước khi vào cung điện, ta có thân hình sạch sẽ. Thứ ở dưới ta to hơn ngươi. Đồ tiểu nhân không biết xấu hổ, ta sẽ giết ngươi. Có phải tất cả các ngươi đều tạo phản? Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like. Ta không muốn giết ngươi. Tự kết liễu đi. Đó là lỗi của ta. Tất cả là lỗi của ta. Ta lên ngôi. Tặng ngươi tất cả hậu cung, vàng bạc và châu báu. Miễn là ngươi không giết ta. Không đủ. Ngươi còn muốn gì nữa? Cố Vạn Như là của ngươi. Tạ Phi cũng là của ngươi. Nếu ngươi thích. Em gái ta Lý Thanh Lê cũng là của ngươi. Ngươi không chết. Rốt cuộc trên đời này vẫn còn có một cựu hoàng đế còn sống. Sẽ nổi loạn bất cứ lúc nào. Vì thế. Ngươi phải chết. Tiểu quý tử. Đừng đi quá xa. Ngươi muốn ta chiến đấu với ngươi cho đến chết sao? Ngươi không đủ tư cách ra điều kiện. Thế giới này là của ta. Thái hậu đương đương giá đáo. Tiểu quý tử, ngươi định phản loạn à? Ngươi không xúc phạm ta không xúc phạm ngươi. Không phải ta muốn nổi loạn, chính Lý Huyền là người muốn giết ta trước. Ta có thể gắn hắn ta giết ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ai ra rằng ngươi sẽ không bao giờ trở thành hoàng đế. Ta là người chính thống thuần khiết. Tại sao ta phải hứa với ngươi? Bởi vì Lý Thanh Lê ở bên cạnh ta. Nếu muốn Lý Thanh Lê chết một cách vui vẻ, ngươi cứ giết Lý Huyền. Ngươi muốn ngai vàng hay Lý Thanh Lê? Chọn đi. Ngay cả Lý Huyền, một tên khốn nạn, cũng có thể làm hoàng đế. Tại sao ta không thể? Mọi người trên thế giới này, ai cũng có thể làm vua. Nhưng ngươi, đứa con hoang của cố hoàng đế, không thể. Vì ngươi đã bị phế bỏ. Từ xa xưa chưa hề nhắc đến ngươi. Ai ra không muốn trở thành tội nhân như vậy? Tiền lệ như vậy, phải tuân theo. Thái hậu. Điều ngươi nói không tranh giành ngai vàng, không thuyết phục được ta. Và ngươi nói, ta là một đứa con ngoài giá thú. Ta, tiểu quý tử, hôm nay có thể làm được điều ta này. Ta không chứng minh cho mọi người thấy ta có khả năng như thế nào. Ta chỉ muốn nói với cả thế giới. Không ai có thể quyết định cuộc đời ta. Không ai có thể. Kể cả cố hoàng đế có ở đây thì cũng vậy. Tất cả các người hãy lùi lại. Ai ra có chuyện muốn nói với tiểu quý tử? Thế nào? Người không nghe lời ai ra sao? Lùi hết xuống. Tất cả các người lùi đi. Bây giờ, ta muốn gặp bà già này. Nói với riêng ta. Vâng. Bây giờ không có ai ở đây. Bà có gì thì dở ra đi. Kiêu ngạo, ngươi là thái giám không xứng đáng được nói chuyện với ai ra như vậy. Tuy ngươi có tài, nhưng ngươi đã làm phiền hoàng cung, chỉ khi ngươi chết. Những điều này mới ổn định lại. Ngươi tự sát đi, bà già không nhìn thấy thực tế sao? Kẻ hèn nhát như hắn cũng có thể làm hoàng đế. Đó là một điều cấm kỵ lớn trên thế giới. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, miễn là ngươi không giết ta. Từ hôm nay trở đi ta là chú chó trung thành nhất. Phế vật. Đó là hoàng đế bù nhìn ngươi đã chọn. Hắn đang quỳ gối như một chú chó, đang cầu xin ta. Làm thế nào hắn ta có thể quản lý Đại Xuyên? Ít nhất hắn cũng lắng nghe. Vậy tại sao ngươi không nói con chó trước chiều? Thật xấu hổ nếu mọi người đều biết. Nếu đã như vậy, ai ra có một yêu cầu cuối cùng. Nói, ai ra có thể thuyết phục lão tướng nhận ngươi làm thủ lĩnh. Nhưng ai ra mãi mãi là thái hậu. Nếu không phải vì sự tàn nhẫn của bà, hôm nay ta không thể nắm được quyền lực. Đến lúc này rồi mà bà vẫn chưa muốn về hưu là sao? Nằm mơ đi. Bệ hạ. Phía sau bệ hạ và thái hậu là tộc nhân và chư hầu. Làm chủ hàng triệu binh lính ở biên giới. Nếu bị lật ngược hoàn toàn, Đại Xuyên có thể không bao giờ có hòa bình. Bây giờ ngai vàng nằm trong tầm tay ta. Gây ra chiến tranh,
gây ra sự lạm dụng của chư hầu. Hôm nay, phải chết. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay bây giờ, chấm là hoàng đế của Đại Xuyên. Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn vì đã xem. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất trên kênh.